Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2681, điều này sao có thể? Khi tiến vào khí vương trong các sau, toàn bộ khí vương các không gian phi thường rộng rãi, ở trong này bày đầy từng cái to lớn giá sách. Từng cái trên giá sách đều để các loại cổ tịch. Diệp Thần Phong phát hiện tại mỗi cái giá sách đỉnh chóp đều khắc có một chữ, có khắc phải là chuông chữ, có khắc phải là bàng chữ, có khắc phải là khương chữ, có khắc phải là mạnh chữ, mà có khắc được nhưng là đồng chữ. Này năm cái dòng họ phải là đại biểu Trung Thiên Bay Liệt, Bàng Đức Minh, Khương Hoa Ninh, Mạnh Cao Thạch cùng Đồng Thành Văn. Phàm là khắc có bọn hắn dòng họ giá sách, bên trên các loại cổ tịch phải là thuộc về bọn họ truyền thừa của mình rồi. Chỉ có thời gian nửa tháng, nơi này cổ tịch có mấy vạn bản nhiều, trống trơn là muốn đem các loại cổ tịch vừa thấy lần liền phi thường khó khăn, chớ nói chi là yếu đem các loại cổ tịch cho toàn bộ tìm hiểu. Nhưng để cho Diệp Thần Phong thời gian cứ như vậy nhiều, hắn không có khoảng không nghĩ đông nghĩ tây được rồi, hắn đầu tiên đi tới có khắc chuông chữ giá sách trước mặt, bắt đầu từng quyển lật ra trên giá sách cổ tịch rồi. Diệp Thần Phong thân là chí tôn luyện khí sư, hắn luyện khí sư nội tình tự nhiên là không cần phải nói được rồi, những này cổ tịch ghi chép chính là Trung Thiên Bay Liệng các loại luyện khí kinh nghiệm cùng với tâm đắc, đương nhiên trong đó còn có hắn đã từng luyện chế qua tất cả vũ khí phương pháp luyện chế. Phải biết mỗi một loại vũ khí linh trận đồ đều là bất đồng, linh trận đồ mạnh yếu quyết định này món vũ khí power. Coi như là đồng dạng vũ khí, hơn nữa là cùng đẳng cấp, hắn khắc họa linh trận đồ cũng có thể có thiên vạn loại biến hóa. Có thể nói linh trận đồ liền là một loại vũ khí trái tim, Diệp Thần Phong muốn luyện chế ra một cái tuyệt thế tiên khí đến, hắn nhất định muốn chính mình sáng tạo ra một loại không ai bằng linh trận đồ. Diệp Thần Phong như một khối to lớn bọt biển hấp thu nước vậy tìm hiểu từng quyển cổ tịch, hắn hoàn toàn đắm chìm tại cực hạn trong tham ngộ, thời khắc này, hắn tạm thời quên được hết thảy, đầu nhập vào luyện khí bên trong thế giới. Trên giá sách có phần cổ tịch, hắn tìm hiểu phi thường nhanh, mà có phần cổ tịch hắn sẽ dừng lại không ít thời gian. Tháng ngày nhanh chóng trôi qua. Nháy mắt ở giữa, khí thần cốc đã mở ra 3 ngày nhiều thời giờ rồi. Khí thần cốc bên ngoài. Lần lượt luyện khí sư được rời đi ra, liền ngay cả hồn khí các trong đó hai vị lão tổ Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cũng bị rời đi ra, hai người bọn họ tại khí thần cốc chỉ giữ vững 2 ngày. Bây giờ còn tại khí thần cốc bên trong chỉ còn dư lại hồn khí các hai gã khác lão tổ Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An, còn có tự nhiên là đang tại tìm hiểu năm đại chí tôn truyền thừa Diệp Thần Phong rồi. Hà Nguyên Thiên từ đầu đến cuối không có rời khỏi khí thần cốc. Đồng thời Hà gia ngũ ảnh bên trong 4 bóng toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn ẩn giấu ở trong bóng tối, Diệp Thần Phong có thể nói là giết chết bóng ngũ trưởng lão người, này còn lại 4 bóng tự nhiên là muốn vì bóng ngũ trưởng lão trả thù. Ai biết Diệp Thần Phong được rời đi suốt trước khi đến phải hay không hội lần thứ 2 dịch dung. Cho nên phàm là được rời đi ra ngoài luyện khí sư, lần này Hà Nguyên Thiên là mạnh mẽ yếu kiểm tra rồi, có cái không muốn phối hợp luyện khí sư. Trong không khí liền có áp bức mà đến cuồn cuộn sát khí, này là tới từ ở Hà gia còn lại 4 bóng. Cứ như vậy, được rời đi ra ngoài luyện khí sư chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, bọn hắn phi thường rõ ràng Hà gia ngũ ảnh sức chiến đấu, bây giờ trong không khí hội không hiểu nổi lên 4 loại mạnh mẽ sóng linh khí, đây nhất định là nói rõ Hà gia ngũ ảnh bên trong 4 bóng toàn bộ đến đông đủ. Tại một phen kiểm tra xuống đến, không có phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh rồi. Mà bây giờ cũng chỉ có 3 người còn tại khí thần cốc bên trong rồi, xem ra Diệp Thần Phong nhất định tại này trong 3 người rồi. Tề Khang Phúc, Trương Cùng Chí cùng Hà Nguyên Thiên không nghĩ tới Diệp Thần Phong có thể tại khí thần cốc bên trong kiên trì lâu như vậy, bây giờ đã là đi qua hơn 3 ngày nữa à. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng chậm chậm chưa hề đi ra, bọn hắn dĩ vãng tại khí thần cốc bên trong dừng lại kỷ lục cao nhất cũng không có vượt qua 3 ngày thời gian. Lần này đã qua hơn 3 ngày rồi, có thể nói 2 người bọn họ cũng cực dài phát huy. Tề Khang Phúc, Trương Cùng Chí cùng Hà Nguyên Thiên bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong là chí tôn luyện khí sư, bọn hắn chỉ biết là Diệp Thần Phong là bát phẩm luyện khí sư. Diệp Thần Phong chí tôn thân phận của luyện khí sư, chỉ tình Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An nhưng là bảo thủ gắt gao. Tại Tề Khang Phúc bọn hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm. Khí thần cốc lối vào nơi lại lóe lên 2 đạo quang mang.
Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cơ hồ là cũng trong lúc đó được truyền tống ra tới, bọn hắn vừa vặn được truyền tống ra đến liền bắt đầu nhìn chung quanh lên, nỗ lực ở trong đám người tìm Diệp Thần Phong tung tích. Tề Khang Phúc mở miệng, Lý lão đầu, Thạch lão đầu, không nên nhìn, tiểu tử kia vẫn không có từ khí thần cốc bên trong đi ra. Tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy cắn răng nghiến lợi mùi vị, nhưng còn có một loại ước ao ghen tị, đây là Diệp Thần Phong lần thứ nhất bước vào khí thần cốc, dĩ nhiên liền có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Hà Nguyên Thiên ánh mắt tập trung vào Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An trên người, Lý lão, Thạch lão, tiểu tử kia nhưng là cấu kết thiên ngoại ma vật người, ai biết hắn có những gì lòng muông dạ thú, trước đó ta chỉ làm hai người các ngươi bị che lừa, ta hy vọng sau các ngươi không nên nhúng tay rồi, bằng không đừng có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Được Hà Nguyên Thiên uy hiếp, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hắn cảm giác được suốt ở trong bóng tối tràn đầy sát cơ. Nếu như Hà Nguyên Thiên yếu hai người bọn họ chết, như vậy bọn hắn hầu như sẽ bị chỗ tối người cho miểu sát. Bọn hắn cũng đoán được Diệp Thần Phong sẽ không như thế sớm đi ra ngoài, thật sự là Diệp Thần Phong thiên phú quá cường đại, hiện tại bọn hắn không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước rồi. Mặt trời lên nguyệt lạc. Một ngày lại một ngày. Đảo mắt, khí thần cốc đã mở ra thời gian 10 ngày rồi. Những kia được rời đi xuất khí thần cốc luyện khí sư, bọn hắn một cái cũng không hề rời đi, Hà Nguyên Thiên bọn hắn tự nhiên là càng thêm không sẽ rời đi rồi. Khởi điểm mọi người đều đang suy đoán, Diệp Thần Phong nhiều nhất ở trong đó kiên trì 5 ngày thời gian. Đây đã là một cái cực kỳ bất khả tư nghị con số. Đối với những thứ này tự mình thể nghiệm qua khí thần cốc độ khó luyện khí sư tới nói, bọn hắn rõ ràng ở trong đó dừng lại thêm cho dù là một giờ cũng là cực độ khó khăn. Đối Diệp Thần Phong hiểu rõ nhiều hơn chút Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An, hai người bọn họ nhưng là suy đoán Diệp Thần Phong có thể ở trong đó dừng lại 6 ngày. Nhưng hôm nay 10 ngày trôi qua, cũng không thấy Diệp Thần Phong từ bên trong đi ra, này để hai người bọn họ cũng không bình tĩnh rồi. Nguyên lai Diệp Thần Phong thiên phú chả là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, quay đầu lại bọn hắn vẫn là quá thấp đánh giá Diệp Thần Phong rồi. Ánh mắt của mọi người toàn bộ chăm chú nhìn khí thần cốc lối vào nơi. 10 ngày. Dòng dã 10 ngày. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là Diệp Thần Phong luyện khí thiên phú không thể cân nhắc, thậm chí là rất xa bỏ qua rồi ở đây mỗi một vị luyện khí sư. Hà Nguyên Thiên ánh mắt híp lại. Khóe mắt của hắn tràn ngập che lấp, hắn không muốn tiếp thu trước mặt sự thực này. Diệp Thần Phong làm sao có khả năng tại khí thần cốc bên trong giữ vững được 10 trời còn chưa có được rời đi đi ra? Sao lại có thể như thế a hát? Hắn không chấp nhận. Hắn không muốn tiếp thu. Chương 2682, lần này hắn phải chết. Khí thần cốc mở ra thời gian 10 ngày. Diệp Thần Phong chậm chạp không bị truyền tống ra đến. Này tại ngoài cốc nhấc lên một trận gợn sóng. Mà giờ khắc này, thân ở khí vương trong các Diệp Thần Phong, đầu hắn phát có chút rối tung rồi, y phục trên người cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu. Này khí vương trong các khắp nơi đều trồng chất đầy dày đặc cho bụi. Từ trước đó bước vào khí vương các bắt đầu, Diệp Thần Phong sẽ không có nghỉ ngơi qua một giây đồng hồ, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang lật xem trên giá sách từng quyển cổ tịch. Dùng hết toàn lực tại tìm hiểu hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa. Những này ngày trôi qua, Trung Thiên bay liệm cùng bằng Đức Minh truyền thừa cổ tịch, hắn đã toàn bộ tìm hiểu một lần, hắn hiện tại đang tại tìm hiểu Khương Hoa Ninh truyền thừa cổ tịch rồi, hơn nữa Khương Hoa Ninh truyền thừa cổ tịch, hắn đồng dạng là tìm hiểu đến cuối. Hắn chỉ có nửa tháng, để cho hắn tìm hiểu thời gian thật sự không nhiều lắm. Một đôi ác liệt mà lại tràn ngập tinh thần con mắt, không ngừng nhìn quét trong tay cổ tịch, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, lật lên xem cổ tịch tốc độ phi thường nhanh. Hắn rõ ràng cảm giác được của mình luyện khí trình độ, mỗi một giây đều đang nhanh chóng bay lên, nếu như năm đại chí tôn truyền thừa toàn bộ thông hiểu đạo lý rồi, hắn không dám tưởng tượng mình có thể đến trình độ gì. Trong sách cổ ghi lại vô số loại bất đồng linh trận đồ, những này linh trận đồ toàn bộ là năm đại chí tôn đã từng độc sáng tạo ra. Hầu như phần lớn đã tại bây giờ cái thời đại này biến mất rồi. Một ngày lại qua rồi. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong đem Khương Hoa Ninh truyền thừa cổ tịch cho toàn bộ tìm hiểu một lần, hắn bắt đầu tìm hiểu Mạnh Cao Thạch truyền thừa cổ tịch rồi.
tại Diệp Thần Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tìm hiểu lúc. Khí vương bên ngoài các quảng trường khổng lồ bên trên, Trung Thiên Bay Liệng, Bàng Đức Minh, Khương Hoa Ninh, Mạnh Cao Thạch cùng Đồng Thành Văn này năm cái hư ảnh lão đầu, ánh mắt của bọn họ một khắc cũng không hề rời đi quả khí vương các. Bọn hắn đối khí vương trong các tình huống nhược chỉ trường, Diệp Thần Phong loại này tìm hiểu năng lực, để cho bọn họ là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn năm cái phi thường rõ ràng chính mình truyền thừa độ khó, bọn hắn trước đó để Diệp Thần Phong thỏa thích tìm hiểu, kỳ thực cũng coi là một loại cổ vũ lời nói, trong lòng bọn họ tuy nói có chờ mong, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong tìm hiểu năng lực hội mạnh như thế, nếu như theo như chiếu tốc độ như vậy, hay là có thể sớm một hai ngày liền kết thúc tìm hiểu. Tiểu tử này nói không chắc thật đúng là lên trời cho chúng ta mang tới một cái kinh hỉ. Hắn đem đến leo lên luyện khí đỉnh phong là tất nhiên, có chúng ta năm cái truyền thừa, lại tăng thêm về sau chính hắn dung hợp, tại bên trong vùng thế giới này, có ai tại luyện khí thượng vẫn có thể vượt qua hắn. Đồng Thành Văn cười nói. Trung Thiên Bay Liệng có chút cô đơn nói, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy tiểu tử này bước lên đỉnh cao một khắc đó rồi, nhìn thấy hắn xuất hiện tại bộ dáng này, các ngươi thanh cùng hắn tỉ thí một lần luyện khí cơ hội lưu cho ta đi. Ta đã vốn là tay ngứa khó nhịn rồi. Mạnh Cao Thạch liền vội vàng nói, liền một mình ngươi ngứa tay khó nhịn a hát. Ta cũng đã không nhịn được rồi. Ta muốn mở mang kiến thức một chút, kế thừa chúng ta năm cái truyền thừa sau đó hắn đến cùng tại luyện khí thượng hội mạnh bao nhiêu. Khương Hoa Ninh nói ra, đều chớ ồn ào, ta xem để tiểu tử kia chính mình lựa chọn đi. Đến lúc đó hắn muốn cùng ai tỉ thí, chúng ta liền để hắn và ai tỉ thí. Ai cũng không thể có bất kỳ ý kiến gì, các ngươi nói sao? Khương Hoa Ninh nói lên cái biện pháp này vô cùng công bằng, còn lại bốn người tự nhiên là sẽ không phản đối rồi, bọn hắn chậm đợi Diệp Thần Phong đi ra khí vương các. Thời gian vội vã. Khoảng cách thời gian nửa tháng chỉ còn dư lại hai ngày rồi. Mà Diệp Thần Phong tìm hiểu tốc độ cũng rõ ràng tại không ngừng mà tăng nhanh, hắn đã tìm hiểu đến cái cuối cùng Đồng Thành Văn truyền thừa cổ tịch rồi. Đồng thời cũng đã tìm hiểu đã đến phần cuối, e sợ không tốn thời gian dài, hắn là có thể hoàn toàn tìm hiểu một lần. Lúc này khí thần cốc bên ngoài. Mắt thấy yếu nửa tháng, nhưng Diệp Thần Phong lại vẫn không có từ khí thần cốc bên trong đi ra. Này làm cho hết thảy luyện khí sư đều cảm thấy bất khả tư nghị, làm sao có khả năng có người ở khí thần cốc bên trong dừng lại lâu như vậy. Tất cả những thứ này toàn bộ vượt ra khỏi lẽ thường. Chính là không gặp người ghen là hạng soàng xính. Không ít luyện khí sư trong tròng mắt xuất hiện ghen tị ánh sáng rồi, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong sinh ra phẫn nộ, bọn hắn từng cái con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm khí thần cốc lối vào, khóe miệng còn có thể hiện lên cười gằn. Tại trong bọn họ có phần luyện khí sư xem ra, cho dù Diệp Thần Phong tại khí thần cốc bên trong đã lấy được phong phú chỗ tốt thì lại làm sao? Chỉ cần hắn bước ra khí thần cốc, liền lập tức sẽ bị Hà gia người giải quyết, lần này Hà gia nhưng là phát động rồi ngũ ảnh bên trong bốn ảnh, có này bốn cái xuất quỷ nhập thần người, Diệp Thần Phong căn bản không khả năng có sống tiếp khả năng. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An tâm tình cũng càng phát trầm trọng, trong lòng bọn họ vì Diệp Thần Phong có thể có thiên phú như vậy mà cao hứng. Lý Mộc Ngôn cho Thạch Vạn An truyền âm, lần này chúng ta nhất định không thể để Diệp lão đệ có việc, hắn là chúng ta luyện khí giới hy vọng a hát. Hắn chỉ muốn hảo hảo sống tiếp, tương lai nhất định có thể đến chúng ta không cách nào tưởng tượng độ cao. Thạch Vạn An cũng dùng truyền âm trả lời, này còn cần ngươi nói sao? Lần này cho dù không thèm đến xỉa này mạng già, chúng ta cũng phải bảo vệ Diệp lão đệ, chúng ta không phải là Hà gia chó, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí hai cái này lão đầu, bọn hắn quả thực là liền một điểm tôn nghiêm cũng không cần. Giờ phút này Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí nhanh nhíu chặt mày. Chờ mãi cũng không chờ được đến Diệp Thần Phong được truyền tống ra đến, trong lòng bọn họ tràn đầy nôn nóng, dù sao bọn hắn cùng Diệp Thần Phong ở giữa cửu oán đã từ lâu kết, bọn hắn cũng muốn Diệp Thần Phong chết, hơn nữa là càng nhanh chết càng tốt. Tề Khang Phúc đối với Hà Nguyên Thiên, nói ra, Hà Thiếu, nếu để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành, hắn nhất định đến chí tôn, như vậy ai biết hắn đem đến có thể luyện chế ra cỡ nào power tiên khí. Thật không nghĩ tới hắn đến bây giờ còn không có bị rời đi ra. Trương Cùng Chí nhỏ giọng nói, Hà Thiếu, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An tuyệt đối sẽ nhúng tay, bọn hắn cùng tiểu tử kia quan hệ không bình thường a hát. Hà Nguyên Thiên chậm chạp không có mở miệng.
Diệp Thần Phong biểu hiện ra càng là ưu tú, hắn tức giận trong lòng thì càng là dồi dào, tại trẻ tuổi bên trong, hắn cho nhìn không được có người có thể đạp ở trên đầu hắn. Hắn vẫn cho rằng mình là thần nguyên giới trẻ tuổi thiên tài bên trong đệ nhất nhân, nhưng từ khi gặp phải Diệp Thần Phong sau đó hắn lại nhiều lần ăn quả đắng, thậm chí còn suýt chút nữa làm mất mạng. Hà Nguyên Thiên âm thanh trầm thấp, nếu như hai người bọn họ thật sự còn dám nhúng tay, như vậy ta liền đưa hai người bọn họ lên đường. Lão Tổ không tốn thời gian dài là có thể bước vào vĩnh sinh cảnh rồi, tại thần nguyên giới còn có ai dám ngăn cản Hà gia chúng ta. Một câu tiếp theo lời nói, Hà Nguyên Thiên nói rất thấp, liền ngay cả một bên Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cũng chỉ là lúc ẩn lúc hiện nghe được mà thôi. Tuy nói Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí một mực suy đoán Hà gia lão tổ Hà Không Thắng hẳn là tiếp cận sống mãi rồi, nhưng bọn họ không nghĩ tới Hà Không Thắng đã yếu đột phá đến sống mãi rồi, này để cho bọn họ không khỏi vì đó rung một cái, dù sao bọn hắn đã là nương nhờ vào Hà gia rồi. Lần này hắn nhất định phải chết, Hà Nguyên Thiên từng chữ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2683, có ý tứ. Cuối cùng so đấu. Khoảng cách nửa tháng chỉ còn dư lại một ngày thời điểm. Kẹt kẹt, một tiếng. Khí vương các môn từ bên trong bị đẩy ra. Phía ngoài tia sáng so sánh chói mắt, này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi nheo mắt lại. Khoảng cách thời gian nửa tháng còn có một ngày. Diệp Thần Phong đem này hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa toàn bộ tìm hiểu. Từng bước bước ra khí vương các, đi ở bên ngoài to lớn trên quảng trường. Trung Thiên Bay Liệng, Bàng Đức Minh, Khương Hoa Ninh, Mạnh Cao Thạch cùng Đồng Thành Văn này năm cái hư ảnh lão đầu, ánh mắt của bọn họ đi theo Diệp Thần Phong bước chân di động. Diệp Thần Phong không có thu dọn rối tung tóc cùng dơ giấy bẩn thỉu quần áo, mặt của hắn cũng lây dính cho bụi. Dáng dấp ngược lại là cùng ăn mày không có gì khác biệt rồi, chỉ là hắn khí thế trên người lại dị thường ác liệt, hắn cái kia con mắt như đao nhọn bình thường đâm người. Mạnh Cao Thạch cười nói, tiểu tử, nhìn ngươi cái này tinh thần đầu không sai a hát. Tại khí vương trong các gặt hái được không ít chứ? Thế nào, chúng ta truyền thừa hẳn không có cho ngươi thất vọng chứ? Tiếp đó, ngươi có thể lựa chọn khiêu chiến chúng ta một cái trong đó người. Đương nhiên tại ngươi khiêu chiến trước đó nhất định phải nghĩ kỹ, nếu như ngươi không cách nào vượt qua chúng ta, như vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại chỗ này rồi. Đồng Thành Văn cũng nói, tiểu tử, tất cả do chính ngươi quyết định, ngươi muốn khiêu chiến trong chúng ta ai? Trung Thiên Bay Liệng, Bàng Đức Minh cùng Khương Hoa Ninh ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn ở bề ngoài nhìn như không để ý, trong lòng nhưng sốt sắng đây. Cái này có thể là bọn hắn một lần cuối cùng có thể cùng người khác so đấu luyện khí, hơn nữa là đã lấy được bọn hắn 5 cái truyền thừa người, này đối với bọn hắn tới nói là phi thường có ý nghĩa một chuyện. Diệp Thần Phong nhìn xem 5 đại chí tôn, hắn đồng dạng thân là chí tôn luyện khí sư, hắn từ cái kia từng quyển truyền thừa trong sách cổ, cảm nhận được này 5 cái lão gia hỏa đối luyện khí chấp nhất cùng điên cuồng. Hắn rõ ràng này 5 cái hư ảnh chỉ là 5 đại chí tôn một vệt ý thức. E sợ khi hắn rời đi khí thần cốc sau đó bọn hắn liền sẽ hoàn toàn tiêu tan tại vùng thế giới này giữa rồi, từ đây liền thật sự không tồn tại cái gì hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn rồi. Diệp Thần Phong mím môi một cái, nói ra ta tuyển. Tiếng nói của hắn dừng lại một chút, năm đại chí tôn không khỏi nhíu mày, bọn hắn chờ Diệp Thần Phong kết quả đây. Ta tuyển các ngươi 5 cái, ta muốn cùng các ngươi 5 cái so đấu. Do các ngươi 5 cái cộng đồng luyện chế một món vũ khí, ta đã lấy được các ngươi 5 cái truyền thừa, các ngươi 5 cái đồng thời hợp tác luyện chế một món vũ khí, như vậy mới coi như là công bình chân chính. Diệp Thần Phong muốn cuối cùng hoàn thành 5 đại chí tôn một cái nguyện vọng. Không đợi 5 đại chí tôn mở miệng, Diệp Thần Phong ánh mắt đầu tiên nhìn hướng Mạnh Cao Thạch, Mạnh Tiền Bối, người am hiểu nhất chính là luyện khí bên trong vòng thứ nhất, giúp thiên tài địa bảo trừ đi trong đó tạp chất. Có người nói ngươi có thể mang tạp chất trừ đi không dư thừa chút nào. Dưới tình huống bình thường, trừ đi tạp chất, cuối cùng nhất định sẽ lưu lại một chút, có thể chỉ là mấy viên bụi bặm vậy tạp chất, bất quá, như vậy cũng không ảnh hưởng luyện chế vũ khí. Nhưng, nếu như có thể mang tạp chất trừ đi một chút xíu đều không thừa, để thiên tài địa bảo trở nên thuần khiết cực kỳ, như vậy cuối cùng hình thành vũ khí, nhất định phải là mạnh hơn một chút. Diệp Thần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Trung Thiên Bay Liệng, Bàng Đức Minh cùng Khương Hoa Ninh,
Trung tiền bối, Bàng tiền bối, Khương tiền bối, căn cứ các ngươi truyền thừa cổ tịch, ba người các ngươi đều so sánh am hiểu luyện khí rèn đúc, ba người bọn hắn rèn đúc có thể nói là xuất thần nhập hóa. Rèn đúc liền đem thiên tài địa bảo rèn đúc thành các loại vũ khí hình dạng, rèn đúc trình độ càng cao, có thể khiến vũ khí dẻo dai độ, cường độ các loại toàn bộ đạt được tăng lên. Cuối cùng Diệp Thần Phong ánh mắt đã rơi vào Đồng Thành Văn trên người, Đồng tiền bối, người am hiểu nhất chính là khắc họa linh trận đồ, ta phân tích qua các ngươi truyền thừa, người khắc họa linh trận đồ độ chính xác cao nhất. Không bằng liền để Mạnh tiền bối phụ trách trừ đi tạp chất, Trung tiền bối, Bàng tiền bối cùng Khương tiền bối phụ trách rèn đúc, mà Đồng tiền bối thì là phụ trách khắc họa linh trận đồ, có các ngươi năm cái đồng thời hợp tác, lấy phương thức như thế đến so với ta liều một hồi. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, Trung Thiên Bay Liệng, Bàng Đức Minh, Khương Hoa Ninh, Mạnh Cao Thạch cùng Đồng Thành Văn này năm cái hư ảnh lão đầu, bọn hắn sửng sốt có một hồi lâu thời gian, bọn hắn lúc trước không có đồng thời phối hợp qua luyện chế vũ khí. Nhưng bọn họ chính là lâu như vậy lão hữu rồi, đối với lẫn nhau đều không thể quen thuộc hơn nữa, nếu để cho bọn hắn lập tức phối hợp lại căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Thần Phong đề nghị này, rõ ràng để này năm cái lão gia hỏa không giải thích được nhiệt huyết dâng trào lên, trong lòng bọn họ lâu không gặp thiêu đốt ý chí chiến đấu bạo phát, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Diệp Thần Phong. Mạnh Cao Thạch cười nói, có ý tứ a hát. Tiểu tử, thiệt thòi ngươi có thể nghĩ ra được, nếu như ngươi có thể thắng chúng ta năm người hợp tác, như vậy ngươi hoàn toàn xứng đáng chính là luyện khí giới vương giả rồi. Đương nhiên, bởi vì ngươi đã chọn ta nhóm năm cái, chỗ bằng vào chúng ta cũng có thể hạ thấp yêu cầu, chỉ cần ngươi luyện chế ra vũ khí, có thể cùng chúng ta luyện chế ra bất phân thắng bại, ngươi cũng có thể rời đi nơi này. Mạnh Cao Thạch nhìn hướng Trung Thiên Bay Liệng bọn bốn người các ngươi lão đầu hẳn là nói với ta cũng không có ý kiến chứ. Trung Thiên Bay Liệng bốn người bọn họ không có hé răng biểu thị đồng ý. Đồng Thành Văn cho Mạnh Cao Thạch cùng Trung Thiên Bay Liệng bọn bốn người truyền âm, đây là chúng ta một trận cuối cùng so đấu rồi, tiểu tử này là tại thành toàn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể nhường rồi, chúng ta đã từng sống lâu năm như thế, đối lẫn nhau luyện khí đều hiểu như vậy rồi. Nhưng chúng ta chưa từng có hợp tác luyện chế qua một món vũ khí, lần này liền để cho chúng ta đến hoàn thành điều tâm nguyện này đi. Bàng Đức Minh nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, do cho chúng ta còn thừa thời gian không nhiều lắm, sẽ không luyện chế tiên khí rồi, luyện chế tiên khí bên dưới bảo khí đi. Dùng hết khả năng luyện chế power mạnh nhất bảo khí. Ngươi có vấn đề gì sao? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, không có, hiện tại là có thể bắt đầu. Bàng Đức Minh cánh tay vung lên, Diệp Thần Phong trước mặt nhất thời xuất hiện một loại màu trắng kim loại này tên là bạch vẫn thiết, chính là một loại hiếm thấy kim loại rồi. Bất quá, bạch vẫn thiết tuy nói hiếm thấy, nhưng không phải luyện chế tiên khí thiên tài địa bảo, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế bảo khí. Tiểu tử, mượn bạch vẫn thiết đến luyện chế đi, luyện chế vũ khí cũng không cần quá phức tạp, chúng ta liền đều lựa chọn luyện chế một thanh kiếm. Liền để cho chúng ta đến mở mang, ngươi bây giờ luyện khí trình độ đi. Tại Bàng Đức Minh dứt tiếng thời khắc, Mạnh Cao Thạch chuyển động, hắn là phụ trách trừ đi tạp chất này vòng thứ nhất, cho nên tự nhiên là hắn người đầu tiên động thủ luyện chế ra. Hắn chọn lựa ra một khối cũng đủ lớn bạch vẫn thiết, nhìn xem Diệp Thần Phong cười nói, tiểu tử, ngươi muốn hết toàn lực, bằng không đừng nói là thắng chúng ta, cho dù muốn cùng chúng ta bất phân thắng bại đều là không thể nào. Nói xong câu đó sau, Mạnh Cao Thạch vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện chế bên trong đi. Chương 2684, chính là cái quái thai. Chỉ thấy từ Mạnh Cao Thạch trong lòng bàn tay thoát ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đây không thể nghi ngờ là thiên địa chi hỏa rồi, tuy nói chỉ là một sắc hỏa diễm, thế nhưng hắn nhiệt độ còn cao hơn thanh viêm suất không ít. Cứ việc đây chỉ là một bôi Mạnh Cao Thạch ý thức rồi, nhưng hắn thiên địa chi hỏa lại là chân thật tồn tại, một mực bảo lưu đã đến bây giờ. Chỉ thấy Mạnh Cao Thạch cánh tay ở trong không khí cua múa, cho người một loại hoa cả mắt cảm giác, bàn tay hắn trong ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng mở rộng, cháy hừng hực hỏa diễm đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Từ trên người hắn nổi lên sóng năng lượng, hai tay của hắn hướng về chính mình chọn lựa ra bạch vẫn thiết tìm tòi thiên viêm đi vật chất pháp. Bao vây lấy hắn lửa cháy hừng hực,
đột nhiên trong lúc đó tạo thành một cái dài một thước hỏa diễm cây cột, khối này bạch vẫn thiết đã rơi vào hỏa diễm cây cột đỉnh chóp. Tại bạch vẫn thạch rơi vào hỏa diễm cây cột đỉnh nháy mắt, nguyên bản chỉ có dài một thước hỏa diễm cây cột, oanh. Một tiếng, trong giây lát nâng bạch vẫn thiết hướng về trên bầu trời đánh tới, trọn vẹn trở nên có mấy trăm gạo chi trường. Ở cái này xung kích thành dài trong quá trình, ngọn lửa màu đỏ bên trong nhiệt độ cực hạn thẩm thấu tiến vào bạch vẫn thiết bên trong. Ngày như vậy viêm đi vật chất pháp có thể mang hỏa diễm nhiệt độ thẩm thấu thiên tài địa bảo từng cái cấu thành, có thể mang trong đó tạp chất toàn bộ bước đi ra. Hỏa diễm cây cột là tới về đích rút ngắn sau đó lại trùng kích, Mạnh Cao Thạch liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong phương hướng. Diệp Thần Phong đã lấy được Mạnh Cao Thạch truyền thừa, hắn nhìn trời viêm đi vật chất pháp tự nhiên là hiểu rất rõ, bàn tay của hắn một phen, ngũ sắc thiên địa chi hỏa thanh viêm nhất thời tại trong lòng bàn tay của hắn hiện lên, bây giờ thanh viêm cường độ chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ. Bất quá, thanh viêm nhiệt độ tuy nói so với ngọn lửa màu đỏ thấp, nhưng thắng ở là ngọn lửa năm màu. Trước đó, Mạnh Cao Thạch đám người cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong trên người nắm giữ ngọn lửa năm màu. Bọn hắn chỉ là nhìn ra Diệp Thần Phong tuổi tác cùng luyện khí sư cấp bậc. Đang nhìn đến ngọn lửa năm màu thanh viêm sau đó Mạnh Cao Thạch híp mắt lại, tiểu tử, không nghĩ tới trên người ngươi còn có ngũ sắc thiên địa chi hỏa, ngươi quả nhiên là đủ thú vị, xem ra ta thật sự toàn lực ứng phó. Từ Mạnh Cao Thạch trong cơ thể không ngừng tỏa ra sóng năng lượng, từng luồng sóng năng lượng tiến vào hỏa diễm cây cột bên trong, làm cho hắn xung kích càng ngày càng cao rồi. Hỏa diễm thẩm thấu cũng đã tới cực hạn, từ trong đó không ngừng có tạp chất nhô ra. Diệp Thần Phong đồng dạng yếu sử dụng thiên viêm đi vật chất pháp, đây coi như là đối Mạnh Cao Thạch một loại tôn kính đi. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất thi triển thiên viêm đi vật chất pháp, nhưng hắn tìm hiểu Mạnh Cao Thạch truyền thừa, muốn triển khai ra không có khó khăn quá lớn rồi. Hắn và trước đó Mạnh Cao Thạch động tác hầu như không có khác gì, có thể khống chế hỏa diễm. Hắn lại biểu hiện tinh chuẩn hơn. Đồng dạng là tạo thành một cái hỏa diễm cây cột, chỉ là hắn hình thành là một cây ngọn lửa năm màu cây cột. Bạch vẫn thiết đã rơi vào ngọn lửa năm màu cây cột đỉnh chóp, một lần lại một lần xung kích hướng về trên bầu trời. Diệp Thần Phong đem thanh viêm khống chế đã đến cực hạn, thi triển ra thiên viêm đi vật chất pháp, rõ ràng muốn so Mạnh Cao Thạch tinh tế không ít. Dù sao bây giờ Mạnh Cao Thạch chỉ là một bôi ý thức, hắn không cách nào phát huy ra trạng thái đỉnh cao rồi. Theo thời gian trôi qua, Mạnh Cao Thạch trước tiên đi tạp chất xong xuôi, chỉ thấy cả khối bạch vẫn thiết trở nên lộng lẫy cực kỳ, thậm chí của nó mặt ngoài có thể cho rằng tấm gương dùng. Hắn đem bạch vẫn thiết bên trong tạp chất trừ đi không còn chút nào. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng đi tạp chất xong rồi, hắn bạch vẫn thiết cùng Mạnh Cao Thạch có phần không giống. Khi hắn trừ đi tạp chất sau đó cả khối bạch vẫn thiết rõ ràng trở nên óng ánh long lanh lên, như cùng là một khối to lớn bảo thạch. Diệp Thần Phong không riêng gì khứ trừ trong đó tạp chất, hắn rõ ràng dựa vào thiên viêm đi vật chất pháp, trả tiến một bước để bạch vẫn thiết phẩm chất được tăng lên. Một bước này đột nhiên ai yêu ai kém, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay được rồi. Mạnh Cao Thạch nhìn xem Diệp Thần Phong trừ đi tạp chất sau kết quả. Hắn tự giễu cười cười, hiện tại không phục cũng không được nữa à. Cho dù để trạng thái đỉnh cao ta đến, e sợ tối đa cũng chỉ có thể làm được giống như ngươi, mà ngươi lúc này mới là lần đầu tiên thi triển thiên viêm đi vật chất pháp. Mạnh Cao Thạch nhìn hướng trung thiên bay liệng, Bàng Đức Minh cùng Khương Hoa Ninh, nói ra, ba người các ngươi cũng đừng cũng cho ta lật thuyền trong mương, yếu là chúng ta năm cái liên thủ, không cách nào cùng tiểu tử này tới một cái thế hòa. Chúng ta nét mặt già nuôi yếu để vào đâu? Trung thiên bay liệng nói, Mạnh lão đầu, ngươi nhưng kéo chúng ta lui về sau, có ba người chúng ta liên thủ rèn đúc, tuyệt đối sẽ không bại bởi tiểu tử này. Trong khi nói chuyện, Trung thiên bay liệng hai bàn tay nắm thành quả đấm, oanh, oanh, hai tiếng, hắn hai bàn tay trong nháy mắt được một loại màu xanh ra trời thiên địa chi hỏa cho bao trùm rồi. Hắn được màu xanh lam thiên địa chi hỏa bao phủ nắm đấm. Bay thẳng đến trừ đi tạp chất bạch vẫn thiết oanh kích mà đi, hỏa thần quyền. Bàng Đức Minh trên bàn tay trực tiếp toát ra một loại màu xanh lá thiên địa chi hỏa, hắn phối hợp trung thiên bay liệng tần suất, tại trung thiên bay liệng rời đi nắm đấm thời điểm, bàn tay của hắn lập tức hướng về bạch vẫn thiết vỗ tới, địa hỏa chi trường. Về phần Khương Hoa Ninh, bàn tay hắn thượng không có bốc lên thiên địa chi hỏa đến,
hắn hai cái tay thượng được một tầng cực hạn hàn băng bao trùm lại rồi, từ trên bàn tay của hắn toát ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí, hắn nhưng là phối hợp Trung Thiên Bay Liệng cùng Bàng Đức Minh hai người tần suất, bàn tay hướng về Bạch Vẫn Thiết oanh kích mà ra, hàn băng tay. Trung Thiên Bay Liệng cùng Bàng Đức Minh toàn bộ là cực hạn nóng, mà Khương Hoa Ninh nhưng là ngược lại băng. Giữa hai người này phối hợp lẫn nhau, có thể để cho rèn đúc đến khác mức cực hạn. Một bên khác, Diệp Thần Phong tự nhiên là không cam lòng rơi ở phía sau. Hắn đem thanh viêm phân ở hai bàn tay bên trên, không ngừng đối thoại vẫn thạch thi triển ra hỏa thần quyền cùng địa hỏa chi trường. Đương nhiên băng tự nhiên cũng là không thiếu được, này hàn băng tay là Khương Hoa Ninh tu luyện một loại bí pháp, Diệp Thần Phong tìm hiểu truyền thừa của hắn, hắn tự nhiên cũng là hội loại bí pháp này. Huống chi hắn bên trong đan điền còn có băng tuyết liên hoa, hắn có thể đem hàn băng tay thôi phát càng thêm triệt để. Hắn hai bàn tay phải biến đổi đổi ba loại bất đồng chiêu số, theo lý tới nói, nên biến làm hốt hoảng, nhưng ở trên người hắn đều đâu vào đấy, hắn hoàn toàn nơi với mình tần suất bên trong, thậm chí muốn so Trung Thiên Bay Liệng ba người bọn hắn phối hợp tần suất đều phải tới đều đều. Một bên Mạnh Cao Thạch cười khổ nói, tiểu tử này chính là cái quái thai. Hắn mới vừa vặn lấy được cho chúng ta truyền thừa, hắn là có thể chơi đến trình độ này. Lại là ba loại bất đồng luyện khí chiêu số đồng thời thi triển. Bàng lão đầu bọn hắn lúc này là nhất định sẽ lật thuyền trong mương rồi, lần này chúng ta năm cái liên thủ, nói không chắc thật sự vẫn là hội thua ở trên tay tiểu tử này. Đồng Thành Văn thấp giọng cười nói, không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Tối thiểu nói rõ chúng ta có người kế nghiệp. Theo song phương đem hết toàn lực liên tục rèn đúc. Song phương cơ hồ là cũng trong lúc đó rèn đúc hoàn thành. Tại rèn đúc hoàn thành trong nháy mắt, Trung Thiên Bay Liệng không kịp chờ đợi đem Diệp Thần Phong rèn đúc kiếm cầm ở trong tay, cảm nhận được trong đó cường độ cùng dẻo dai độ các loại tất cả sau đó con mắt của hắn trợn lên lớn vô cùng. Đối với Bàng Đức Minh cùng Khương Hoa Ninh lắc lắc đầu, ra hiệu bọn hắn rèn đúc bại bởi Diệp Thần Phong. Chương 2685, Thành Toàn. Đời này không tiếc, tại trừ đi tạp chất cùng rèn đúc bên trên. Diệp Thần Phong thu được tất cả một chút ưu thế, yếu luyện chế ra một món vũ khí nhìn là chỉnh thể trạng thái. Bây giờ năm đại chí tôn rơi ở phía sau phía trước hai cái phân đoạn, bọn hắn muốn tại cái cuối cùng linh trận đồ thượng chuyển bại thành thắng, trừ phi là bọn hắn khắc họa linh trận đồ yếu vượt qua Diệp Thần Phong khắc họa một đoạn dài, như vậy mới có thể hắn luyện khí bảo khí power hội vượt qua Diệp Thần Phong luyện chế rồi. Đã sớm nóng lòng muốn thử Đồng Thành Văn, hắn trực tiếp cầm lên rèn đúc tốt trường kiếm màu trắng, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, người đã trước đó thi triển luyện chế chiêu số toàn bộ là ngươi tại trong truyền thừa lấy được, như vậy lần này liền dứt khoát như vậy so với đến cùng, chúng ta đem khắc họa tại trong thân kiếm linh trận đồ cho thống nhất. Đồng Thành Văn cánh tay vung lên, trong không khí lập tức hiện lên một bức phức tạp hoa văn, đây chính là yếu khắc họa tại trong thân kiếm linh trận đồ. Bởi vì bọn họ chỉ là luyện chế bảo khí, này bảo khí linh trận đồ đối với bọn họ tới nói là không có chút khó khăn gì. Diệp Thần Phong cùng Đồng Thành Văn đồng thời khắc họa, hai người bọn họ đều khắc họa cực kỳ cẩn thận cùng chăm chú, chỉ cần khắc họa hơi có chút sai lệch, e sợ cuối cùng hình thành bảo khí power sẽ có phi thường chênh lệch to lớn. Trung Thiên Bay Liệng cùng Mạnh Cao Thạch ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chờ kết quả cuối cùng rồi. Muốn cùng Diệp Thần Phong đánh ngang tay, song tất cả đều phải coi Đồng Thành Văn rồi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đồng Thành Văn thở ra một hơi, hắn đình chỉ động tác, hắn đã hoàn thành linh trận đồ khắc họa rồi. Mà Diệp Thần Phong động tác cũng sát theo đó dừng lại, hắn cũng theo sát phía sau hoàn thành linh trận đồ khắc họa. Hai người đều không có đem linh khí truyền vào trong đó, chỉ có đem linh khí truyền vào trong đó mới có thể kích hoạt trong đó linh trận đồ. Đồng Thành Văn chân phải giơ lên, đột nhiên đạp một cước mặt đất. Lập tức, một cái to lớn trụ đá từ dưới nền đất xông ra, Đồng Thành Văn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, chúng ta liền đến thử một chút từng người bảo khí power đi. Dứt tiếng, Đồng Thành Văn lập tức hướng về trong tay mình trường kiếm màu trắng bên trong truyền vào linh khí. Tại linh khí truyền vào hắn về sau, trong thân kiếm khắc họa linh trận đồ lập tức được kích phát rồi. Từ trong đó để lộ ra nhất cổ thượng phẩm bảo khí khí tức, Đồng Thành Văn luyện chế chỉ là thượng phẩm bảo khí, không có vượt qua bảo khí phạm vi này. Hắn rót vào lượng nhất định linh khí, hướng về cái kia to lớn trụ đá vung lên.
Từ trong thân kiếm lập tức lướt ra ngoài một đạo kiếm khí bén nhọn. Ầm một tiếng, này đạo kiếm khí bén nhọn xung kích tại thạch trụ thượng, sau đó tại thạch trụ thượng chỉ để lại một đạo nhợt nhạt kiếm ngân. Thấy cảnh này sau, Đồng Thành Văn vẫn tính là hài lòng gật gật đầu. Một bên Mạnh Cao Thạch đối với Diệp Thần Phong giải thích, tiểu tử, cây này trụ đá chất liệu không bình thường, nếu như chỉ truyền vào vừa vặn đồng lão đầu nhiều như vậy linh khí tại vũ khí bên trong, như vậy cho dù là phổ thông tiên khí cũng chỉ có thể ở tại thượng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, mà bảo khí tại truyền vào nhiều như vậy linh khí dưới tình huống, căn bản vô pháp ở phía trên lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Nói cách khác, chúng ta cộng đồng luyện chế cái này bảo khí, tuy nói chỉ là thượng phẩm bảo khí, nhưng uy lực của hắn đủ so sánh được phổ thông tiên khí rồi. Xem ra tại cuối cùng một vòng khắc họa linh trận đồ thượng, Đồng Thành Văn là phát huy vô cùng tốt. Diệp Thần Phong đem tự mình luyện chế bảo khí trường kiếm giao cho Đồng Thành Văn, nói ra, Đồng tiền bối, ngươi tới kiểm tra đi. Ta không rõ ràng yếu hướng về trong đó truyền vào bao nhiêu linh khí. Nghe vậy, Đồng Thành Văn nhận lấy Diệp Thần Phong luyện chế bảo khí trường kiếm, khi hắn hướng về trong đó truyền vào cùng vừa vặn như thế nhiều linh khí lúc, hắn cảm thấy trong thân kiếm tất cả, trong lòng của hắn là liên tục cười khổ. Diệp Thần Phong khắc họa xong xuôi linh trận đồ rõ ràng so với hắn còn nhỏ hơn gây nên. Diệp Thần Phong luyện chế trường kiếm màu trắng đồng dạng chỉ thuộc về là thượng phẩm bảo khí phạm trù. Đồng Thành Văn cánh tay vung lên, từ Diệp Thần Phong luyện chế trường kiếm màu trắng bên trong, cũng lướt ra ngoài một đạo kiếm khí bén nhọn. Ầm, một tiếng. Kiếm khí bén nhọn xung kích tại thạch trụ bên trên, tại thạch trụ thượng để lại một vết kiếm hằn sâu. Trọn vẹn so với vừa vặn đạo kia kiếm ngân sâu thượng tốt nhiều gấp mấy lần. Một bên Mạnh Cao Thạch bọn hắn còn tưởng rằng có thể hòa nhau một ít chênh lệch rồi, đang nhìn đến kết quả này sau đó bọn họ là thật lâu không nói. Nếu như nói bọn hắn năm đại chí tôn luyện chế bảo khí, kỳ uy lực đã tới phổ thông tiên khí, cũng chính là hạ đẳng tiên khí, như vậy Diệp Thần Phong luyện chế bảo khí, kỳ uy lực tuyệt đối có thể cùng chung đẳng tiên khí so với rồi. Trận này so đấu, bọn hắn năm đại chí tôn là hoàn toàn thất bại rồi. Đây là thuộc về bọn họ một trận cuối cùng luyện khí so đấu rồi, cuối cùng lấy như vậy kết cục, trên mặt bọn họ không lộ ra nửa điểm hờn giận. Chỉ chốc lát sau, này năm cái hư ảnh lão đầu toàn bộ là ha ha bắt đầu cười lớn, không hẹn mà cùng nói ra, đời này không tiếc, đời này không tiếc nữa à. Trung Thiên bay liệng nhìn xem Diệp Thần Phong, cười nói, tiểu tử, ngươi bây giờ vẫn không có đem chúng ta năm cái truyền thừa dung hợp được, nếu như ngươi có thể đem chúng ta năm cái truyền thừa dung hợp, sau đó lại hòa vào lĩnh ngộ của chính ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định có thể luyện chế ra một cái kinh thiên động địa tiên khí đến. Bàng Đức Minh cũng nói, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể trải nghiệm một hồi thất bại tư vị, bất quá, lần này ta thua cao hứng a hát. Mạnh Cao Thạch lật bàn tay một cái. Màu đỏ thiên địa chi hỏa lần thứ hai từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra, tiểu tử, cuối cùng lại thành toàn ngươi một hồi, để ngươi thiên địa chi hỏa thanh của ta thiên địa chi hỏa cắn nuốt đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ tán loạn rồi, nếu như ta cuối cùng này một vệt ý thức cũng tiêu tán, như vậy thiên địa này chi hỏa cũng sẽ tán loạn. Cùng lúc đó, Trung Thiên bay liệng, Bàng Đức Minh, Khương Hoa An hòa Đồng Thành Văn bọn hắn toàn bộ là lật bàn tay một cái. Một đóa thiên địa chi hỏa từ trong lòng bàn tay của bọn họ nhô ra, bọn hắn lấy tư cách luyện khí sư, tự nhiên đều là nắm giữ thiên địa chi hỏa, hơn nữa ông trời của bọn hắn địa chi hỏa, hắn nhiệt độ toàn bộ yếu vượt qua thanh viêm rồi. Nếu như thanh viêm có thể thôn phệ những này thiên địa chi hỏa, hắn nhiệt độ e sợ hội điên cuồng dâng lên. Diệp Thần Phong không có giả mồm, hắn bắt đầu để thanh viêm đi ra thôn phệ năm đại chí tôn thiên địa chi hỏa rồi. Có năm đại chí tôn áp chế, ông trời của bọn hắn địa chi hỏa là ngoan ngoãn cho thanh viêm cắn nuốt, không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng cử động đến, này làm cho Diệp Thần Phong là bớt việc không ít. Theo không ngừng thôn phệ, thanh viêm nhiệt độ là không ngừng bay lên, nguyên bản nó chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ nhiệt độ. Như thế không ngừng thôn phệ sau khi cắn nuốt, thanh viêm nhiệt độ thăng lên đến thần tôn cảnh trung kỳ, thần tôn cảnh hậu kỳ. Một đường điên cuồng tăng vọt. Tại đêm năm đại chí tôn năm đóa mạnh mẽ thiên địa chi hỏa cho sau khi cắn nuốt, thanh viêm nhiệt độ rõ ràng như ngừng lại thần đế cảnh trung kỳ. Hơn nữa, nó từ ngọn lửa năm màu thành công tấn thăng làm lục sắc hỏa diễm. Có thể nói, lần này thôn phệ có năm đại chí tôn hiệp trợ, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi,
trong đó không có phát sinh bất kỳ một điểm gợn sóng. Chương 2686, có gì ngôn gì sao? Thanh viêm tấn thăng làm lục sắc hỏa diễm. Nguyên bản thanh viêm là do màu xanh lục, màu đỏ, màu tím, màu xanh lam cùng màu cam này 5 loại màu sắc tạo thành. Bây giờ tại 5 loại màu sắc bên trên lại tăng thêm một loại màu trắng. Thăng cấp thành lục sắc hỏa diễm thanh viêm, tại Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay xoay tròn. Thần đế cảnh trung kỳ cường độ thiên địa chi hỏa, hơn nữa là lục sắc hỏa diễm, loại trình độ này thiên địa chi hỏa, từ hỗn độn thời đại cho tới bây giờ trong dòng sông lịch sử, có thể so với loại này thanh viêm còn mạnh hơn thiên địa chi hỏa, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thần Phong bàn tay nắm chặt, tại bàn tay hắn bên trong xoay tròn thanh viêm về tới bên trong đan điền của hắn. Năm đại chí tôn phi thường hài lòng Diệp Thần Phong người thừa kế này, không uổng phí bọn hắn ở nơi này để lại truyền thừa của mình. Đông Thành Văn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, tiểu tử, người tại bây giờ bên trong vùng thế giới này, hẳn là không ai bằng thiên tài đi nha. Chính gây nên trời cao đố kỵ anh tài, lấy người tư chất như vậy, chiêu ra phiền phức khẳng định cũng không phải ít, chúng ta cũng không muốn truyền thừa của mình tại tiểu tử ngươi trong tay hủy, chúng ta liền cho ngươi thêm như thế lễ vật đi. Dứt tiếng, Đồng Thành Văn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu hình kim loại pho tượng này dáng dấp cùng hắn là hoàn toàn giống nhau. Tại Đồng Thành Văn lấy ra như thế một cái tiểu hình pho tượng sau đó trung thiên bay liệng, Bàng Đức Minh, Khương Hoa An hòa Mạnh Cao Thạch trong tay cũng đồng dạng từng người xuất hiện một cái pho tượng, trong tay bọn họ xuất hiện pho tượng toàn bộ cùng mình giống nhau như đúc. Đồng Thành Văn tiếp tục nói, này năm cái đồ chơi nhỏ đều là tự chúng ta luyện chế. Ở trong đó phong tồn chúng ta đã từng trạng thái đỉnh cao một nguồn sức mạnh, chỉ cần ngươi truyền vào linh khí kích, ngươi là có thể đem bên trong nguồn sức mạnh này cho kích động ra đến. Một khi ngươi kích trong đó sức mạnh, nói thí dụ như ngươi kích ta pho tượng này bên trong sức mạnh, như vậy trong pho tượng sức mạnh liền sẽ hình thành một cái của ta hư ảnh, cái này hư ảnh sức chiến đấu cùng ta khi còn sống trạng thái đỉnh cao giống nhau như đúc, nhưng chỉ có thể duy trì một ngày liền sẽ tiêu tán. Đương nhiên người mỗi lần dùng xong sau, vì không lãng phí thời gian, người còn có thể đem hắn một lần nữa thu nhập pho tượng bên trong, thẳng đến ngày cuối cùng thời gian dùng hết đến. Đã minh bạch này bốn cái pho tượng tác dụng sau đó Diệp Thần Phong trong lòng một trận mừng rỡ. Tuy nói luyện khí sư sức chiến đấu sẽ không quá mạnh, nhưng bọn họ nhưng là được gọi là năm đại chí tôn, bọn hắn sức chiến đấu cần phải cũng sẽ không kém đi nơi nào chứ. Diệp Thần Phong nhận lấy năm cái pho tượng. Hắn cũng muốn hỏi một cái Đồng Thành Văn bọn hắn năm đó đỉnh phong thời đại sức chiến đấu. Hay là nhìn ra Diệp Thần Phong tâm tư, Trung Thiên bay liệng trực tiếp nói, tiểu tử, chúng ta là luyện khí sư không sai, nhưng chúng ta sức chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng, tại chúng ta trạng thái đỉnh cao, khi đó tu vi của chúng ta tại thần đế cảnh đỉnh phong, nhưng chúng ta một cái chân cũng đã bước ra thần đế cảnh đỉnh phong, chúng ta sức chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu. Chờ ngươi về sau có cơ hội kích trong pho tượng sức mạnh, ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Bàng Đức Minh thở dài, hắn liếc nhìn mặt khác bốn cái lão đầu, thấy bọn họ toàn bộ gật gật đầu sau đó hắn nói ra, tiểu tử, từ đâu tới chạy về chỗ đó đi. Hiện tại chúng ta liền đem ngươi đưa đi, về sau thật tốt lợi dụng chúng ta truyền thừa, đừng cho chúng ta năm cái thật xấu hổ chết người ta rồi, người tốt xấu cũng là chúng ta năm cái người thừa kế. Diệp Thần Phong vừa định muốn nói chuyện. Đã bị Mạnh Cao Thạch cắt đứt, tuyệt đối đừng lề mà lề mề, chúng ta không chịu nổi bộ dáng này, chúng ta còn thừa thời gian cũng không nhiều rồi, chúng ta năm cái lão gia hỏa yếu chính mình tự ôn chuyện, ngươi liền không nên ở chỗ này quấy rầy chúng ta, đi thôi. Mạnh Cao Thạch cánh tay vung lên, mặt khác bốn cái lão đầu cũng toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong vung ra tay cánh tay. Một trận ánh sáng trong phút chốc tỏa ra, đem Diệp Thần Phong cho hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Diệp Thần Phong căn bản không kịp nói cái gì cùng làm cái gì, đợi đến ánh sáng tiêu tán thời điểm, Diệp Thần Phong đã biến mất ở quảng trường này bên trên. Nhìn xem biến mất Diệp Thần Phong. Khương Hoa Ninh có chút cô đơn, nếu như chúng ta còn sống là tốt rồi, như thế chúng ta có thể tận mắt thấy tiểu tử này trèo lên đỉnh đỉnh phong, lấy hắn thiên phú như vậy, bất kể là luyện khí giới, hay là tu luyện giới, hắn một ngày nào đó có thể hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp hơn. Bàng Đức Minh nói, thật là không tệ, tiểu tử này tràn đầy vô hạn khả năng,
lên trời có thể cho chúng ta một cái như vậy người thừa kế, ta phải biết đủ. Mạnh Cao Thạch cười nói, được rồi, không nên như thế đa sầu đa cảm rồi, chúng ta một cái bôi ý thức cũng nhanh yếu tiêu tán. Người A, đều sẽ có vừa chết, mặc kệ ngươi là đã từng thiên tài tuyệt thế, vẫn là cường giả tuyệt thế, chúng ta đều trốn không ra vừa chết a hát. Các ngươi nói tiểu tử này tương lai có thể đến trong truyền thuyết vĩnh sinh cảnh sao? Trung Thiên Bay Liệng chăm chú hồi đáp, phi thường có thể, nếu như tiểu tử này đã tới vĩnh sinh cảnh, như vậy chúng ta truyền thừa sau này sẽ là vĩnh viễn sinh cảnh cường giả truyền thừa, chúng ta truyền thừa đem tại bên trong vùng thế giới này vĩnh viễn không biến mất. Này năm đại chí tôn ngươi một câu, ta một câu, nhưng bọn họ hư ảnh tại càng ngày càng mơ hồ. Hẳn là lập tức liền sẽ triệt để tiêu tán. Mà lúc này khí thần cốc bên ngoài. Hà Nguyên Thiên kiên trì đã là toàn bộ làm hao mòn sạch sẽ, hắn lửa giận trong lòng là càng ngày càng dồi dào, hắn kềm nén không được nữa rồi, Diệp Thần Phong đến cùng còn bao lâu nữa mới ra đến. Đứng ở Hà Nguyên Thiên bên cạnh Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí, bọn hắn cũng chờ là trong lòng buồn bực, dựa vào cái gì Diệp Thần Phong lần thứ nhất tiến vào khí thần cốc, hắn là có thể ở bên trong thời gian lâu như vậy. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí đồng dạng thân là luyện khí sư. Bọn hắn đối luyện khí cũng là cực kỳ khát vọng, bây giờ Diệp Thần Phong khẳng định ở bên trong đã nhận được không ít liên quan với luyện khí chỗ tốt, bọn hắn đỏ mắt vô cùng, trong đó Tề Khang Phúc đối với Hà Nguyên Thiên truyền âm, nói, Hà Thiếu, nếu như tiểu tử kia đi ra, không nên lập tức giết chết hắn, tối dễ dàng từ trong miệng hắn biết được, hắn tại khí thần cốc bên trong đã lấy được chỗ tốt gì. Hà Nguyên Thiên âm thanh lạnh lẽo, ta nguyên bản là sẽ không để cho hắn dễ dàng chết như vậy. Ta sẽ để hắn rõ ràng hiểu được đắc tội Hà gia chúng ta hậu quả. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An tốt nhất Diệp Thần Phong có thể chậm một chút đi ra, như vậy bọn hắn là có thể nhiều một chút thời gian nghĩ đối sách. Nhưng đã đến bây giờ, bọn hắn vẫn không có nghĩ ra giúp Diệp Thần Phong biện pháp thoát thân, dù sao đối mặt ra sao ra ngũ ảnh bên trong bốn bóng, hai người bọn họ cho dù là liều mạng giúp đỡ, chỉ sợ cũng không sẽ đưa đến tác dụng quá lớn. Chính lúc này, khí thần cốc miệng cốc lóe lên một ánh hào quang, sát theo đó, tại trong ánh sáng một bóng người là như ẩn như hiện. Đợi đến ánh sáng tiêu tan sau đó Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Hà Nguyên Thiên khóe miệng lộ ra có chút dữ tợn cười gằn, tiểu tử, ngươi tổng tính ra rồi, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Chương 2687, hung hăng đến cùng. Đối với Hà Nguyên Thiên lời nói, Diệp Thần Phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, bây giờ cho dù chỗ tối ẩn giấu Hà gia cường giả thì lại làm sao? Trong tay hắn có năm đại chí tôn pho tượng, chẳng khác gì là có năm tên càng thần đế cảnh đỉnh phong cường giả. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên người, hai người bọn họ sớm đã là hạ quyết tâm, bất kể như thế nào. Cho dù là không lấy đi của mình này mạng ra, bọn hắn cũng phải che chở Diệp Thần Phong chu toàn, từ khí thần cốc lần thứ nhất mở ra cho tới bây giờ, có ai có thể ở bên trong dừng lại lâu như vậy. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí nhìn thấy Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cử động sau, trong lòng bọn họ là cười gằn không ngớt, lần này chính dễ dàng dựa vào Hà Nguyên Thiên đem hắn giải quyết. Tề Khang Phúc một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, Lý Mộc Ngôn, Thạch Vạn An. Cho tới bây giờ hai người các ngươi vẫn là không có tâm hối cải sao. Tiểu tử này chính là cấu kết thiên ngoại ma vật người, Hà Thiếu nhưng là cho các ngươi hối cải cơ hội rồi, các ngươi vì cái gì như thế không hiểu được quý trọng đâu này. Trương Cùng Chí ra vẻ một mặt tiếc hận, hai người các ngươi loại này lựa chọn, quả thực để cho chúng ta quá thất vọng rồi, các ngươi quả thực là cho chúng ta cả giới hổ thẹn. Chung quanh còn lại luyện khí sư, bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt tình cảnh này. Đặc biệt là những kia nguyên bản cùng Lý Mộc Ngôn bọn hắn giao hảo luyện khí sư, nếu như Diệp Thần Phong đúng là cấu kết đã từng nỗ lực xâm lấn vùng thế giới này thiên ngoại ma vật, như vậy Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An như thế che chở Diệp Thần Phong, bọn họ có phải hay không cũng cấu kết thiên ngoại ma vật đâu này. Lý Mộc Ngôn lặng lẽ cho Diệp Thần Phong truyền âm, Diệp lão đệ, sau đó hai chúng ta tận lực giúp ngươi kéo dài, ngươi tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Diệp Thần Phong lợi dụng truyền âm hồi đáp, yên tâm, hôm nay ai cũng không làm gì được chúng ta, Hà gia nghĩ lấy mạng ta. Ta còn muốn yếu mạng của bọn hắn đây.
Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An khi nghe đến Diệp Thần Phong truyền âm trả lời sau đó hai người bọn họ là đột nhiên sửng sốt một chút. Bọn hắn có thể cảm giác được Diệp Thần Phong thật khí thế chả là ở vào thần đế cảnh trung kỳ, mà giờ khắc này chỗ tối còn ẩn tàng Hà Gia Ngũ Ảnh bên trong bốn bóng. Chỗ tối có gì ra ngũ ảnh bên trong bốn bóng tại, Hà Nguyên Thiên lần này là 10 phần phấn khích rồi, hơn nữa Diệp Thần Phong bên người vẫn không có thiên ngoại ma vật giúp đỡ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt có vẻ cực kỳ hí hành hạ, tiểu tử, ngươi bây giờ có thể tận lực nhiều lời chút lời nói, bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ vĩnh viễn không mở miệng được rồi. Đem ngươi tại khí thần cốc bên trong gặp phải sự tình toàn bộ nói ra, đem ngươi ở bên trong lấy được đồ vật cũng giao ra đây, hay là như vậy ta có thể để ngươi chết không thống khổ như vậy. Hà Nguyên Thiên hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí con mắt chăm chú dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, chờ đợi Diệp Thần Phong kế tiếp trả lời. Về phần tại chàng còn lại luyện khí sư, bọn hắn khi nghe đến Hà Nguyên Thiên câu hỏi sau đó trong tròng mắt cũng lộ ra tham. Làm ánh sáng, Diệp Thần Phong khẳng định tại khí thần cốc bên trong thu hoạch phong phú, tuy nói có gì ra tại, bọn hắn thu được không được quá nhiều, nhưng là bọn hắn đều có thể uống ngụm canh chứ. Nghe một chút Diệp Thần Phong ở trong đó lấy được cơ duyên và luyện khí kinh nghiệm. Kết quả là, không ít luyện khí sư bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần Phong. Tiểu tử, đừng chậm chậm từ từ được rồi, người loại này cấu kết thiên ngoại ma vật bại hoại, căn bản liền bước vào khí thần cốc tư cách cũng không có, chứ nói chi là thu được bên trong chỗ tốt rồi, nhanh chóng đem lấy được cái gì nói ngay. Đúng vậy, không nên ở chỗ này kéo dài thời gian. Lẽ nào ngươi còn muốn chờ những ngày kia ngoại ma vật tới cứu ngươi sao? Được những luyện khí sư này lời nói vừa đề tỉnh, Hà Nguyên Thiên trong con ngươi vẻ mặt vi vi ngưng lại, Diệp Thần Phong còn thật sự có khả năng đang trì hoãn thời gian, nếu như thiên ngoại ma vật đến rồi, như vậy thật có thể khó đối phó rồi. Tiểu tử, ngươi không muốn mở miệng, ta có biện pháp cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Hà Nguyên Thiên không có ý định đợi thêm nữa. Hắn vừa liếc nhìn Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An, hai người các ngươi nếu quả như thật dám động thủ, ta nhưng không ngại tiễn các ngươi lên đường, các ngươi cần phải chính mình nghĩ thông suốt, không nên sai lầm a hát. Tại Hà Nguyên Thiên tiếng nói hạ xuống xong. Không khí chung quanh hắn bên trong cũng nổi lên chấn động, bốn bóng người lập tức ở trong không khí hiển hiện rồi. Này bốn bóng người chính là ngũ ảnh bên trong còn lại bốn ảnh, theo thứ tự là bóng đại trưởng lão. Ảnh nhị trưởng lão, bóng tam trưởng lão cùng ảnh tứ trưởng lão, phải biết ngũ ảnh bên trong từng cái đều có được thần đế cảnh đỉnh phong thực lực, hơn nữa một cái so với một cái cường. Này ngũ ảnh quan hệ tình đồng thủ túc, trước đó bóng ngũ trưởng lão chết rồi, này còn lại bốn bóng là cực kỳ tức giận, bọn hắn vẫn muốn đem Diệp Thần Phong cho lột ra chóc thịt rồi, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy Diệp Thần Phong rồi, trong lòng bọn họ lửa giận nhanh tăng vọt. Hà Gia Ngũ Ảnh bốn bóng ở trong không khí hiển hiện sau đó Hà Nguyên Thiên cười nói, tiểu tử, có thể chết tại loại chiến trận này dưới, ngươi nên cũng thấy đủ đi nha. Lần này ngươi ngược lại là lại cho ta hung hăng một cái nhìn xem à. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, trên mặt hắn gợn sóng không khỏi, bình thản nói ra, phải dựa vào này bốn cái lão tạp mao, liền muốn ta Diệp Thần Phong mệnh. Ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi nha, đừng cuối cùng lại như con chó chết. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, hắn tiếp tục nói các ngươi có ai không muốn cùng ta là địch, lập tức lui về phía sau mở 20 bước, nếu như đứng tại chỗ bất động, như vậy liền cũng là muốn cùng ta là địch, đến lúc đó cũng chưa có trách ta đại khai sát giới rồi. Diệp Thần Phong thanh âm cũng không ác liệt, chỉ là một loại nhẹ bỗng cảm giác. Nhưng chính là loại này cảm giác lại khiến người cực kỳ cân nhắc không ra, chẳng lẽ nói những ngày kia ngoại ma vật ẩn giấu chỗ tối. Cho nên Diệp Thần Phong mới có như vậy sức lực. Hà Gia Ngũ Ảnh bên trong bốn bóng, bọn hắn cảm ứng một thoáng chu vi sau, không hẹn mà cùng đối với Hà Nguyên Thiên lắc lắc đầu, bọn hắn toàn bộ là ẩn giấu cao thủ, bọn hắn căn bản cảm giác không ra chu vi có cường giả ẩn nấp. Con vật nhỏ này là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn diễn kịch bản lĩnh ngược lại không tệ. Bóng đại trưởng lão âm thanh băng lạnh lùng nói. Bóng đại trưởng lão lời nói vẫn rất có công tín lực. Dù sao hắn nhưng là ngũ ảnh bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất một cái. Chu vi căn bản không có trợ lực ẩn nấp, Diệp Thần Phong lại còn dám ở chỗ này phách lối như vậy. Quả thực là đem bọn họ người ở chỗ này toàn bộ xem là kẻ ngu si đùa bỡn.
Những kia nguyên bản là cùng Tề Khang Phúc cùng Trương cùng chí giao hảo luyện khí sư, bọn hắn lập tức dồn dập mở miệng. Tiểu tử, người nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Sẽ bị lời của ngươi bị dọa cho phát sợ. Hôm nay ta liền yếu trợ Hà thiếu tướng ngươi bắt lại rồi, ngươi có thể làm gì ta? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ở nơi này đại khai sát giới. Chúng ta đều ở chỗ này chờ đây. Ngươi ngược lại là động thủ a hát, lấy tu vi của ngươi liền muốn ở chỗ này đại khai sát giới sao? Cho dù lại tăng thêm Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng không được. Lý Mộc Ngôn, Thạch Vạn An, các ngươi không nên u mê không tỉnh rồi, đứng ở nơi này tiểu tử bên người, các ngươi cuối cùng chỉ có là một con đường chết. Chương 2688, miểu sát. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An sắc mặt có chút khó coi, cho tới bây giờ bọn hắn vẫn không có đoán ra Diệp Thần Phong đến cùng có bài tẩy gì. Vẫn là chính như bóng đại trưởng lão chỗ nói, Diệp Thần Phong chỉ là tại cố làm ra vẻ bí ẩn. Ở đây nguyên bản cùng Lý Mộc Ngôn, Thạch Vạn An giao hảo luyện khí sư, bọn hắn đang do dự một lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn lui về phía sau 20 bước, hai bên đều lẫn nhau không giúp đỡ. Bọn hắn đây coi như là cuối cùng cho Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An một bộ mặt rồi, bọn hắn biết hay là hôm nay Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An liền phải chết ở chỗ này rồi. Hà Nguyên Thiên không muốn đang lãng phí là thời gian, trước mắt tình thế Diệp Thần Phong căn bản là không lật nổi bất kỳ bọt nước đến rồi. Hắn nói ra, bóng đại trưởng lão, các ngươi động thủ đi, lưu tiểu tử này một hơi là được. Bóng đại trưởng lão, ảnh nhị trưởng lão, bóng tam trưởng lão cùng ảnh tứ trưởng lão bên trong thân thể khí thế tăng lên, đối mặt Diệp Thần Phong đối thủ như vậy, bọn hắn liền ẩn nấp chiêu thức đều không có thi triển, bóng người bay thẳng đến Diệp Thần Phong lao đi rồi, phải biết 4 người bọn họ nhưng cũng là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả a hát. Tề Khang Phúc cùng Trương cùng chí ánh mắt khóa ổn định ở Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An trên người. Không nghĩ tới 2 người các ngươi cũng có hôm nay a hát. Tề Khang Phúc cười lạnh nói, hắn và Trương cùng chí hướng về Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An lao đi rồi. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An trong đầu thần kinh căng thẳng lợi hại, đối mặt 4 bóng, Tề Khang Phúc cùng Trương cùng chí cộng đồng công kích, bọn hắn liền cho Diệp Thần Phong kéo dài thời gian cũng không làm được rồi. Bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn hướng Diệp Thần Phong, bây giờ Diệp Thần Phong vẫn là trấn định tự nhiên. Bóng đại trưởng lão đám người thần đế cảnh đỉnh phong khí thế giống như là biển gầm áp bức hướng về Diệp Thần Phong, bọn hắn căn bản không có thanh Diệp Thần Phong quá coi là chuyện to tát, trong đó ảnh nhị trưởng lão quát con vật nhỏ, lão ngũ là bởi vì ngươi mà chết, ngươi nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Mắt thấy bóng đại trưởng lão bọn 4 người yếu xuống lại ở Diệp Thần Phong rồi. Có thể nói tại trong mắt tất cả mọi người Diệp Thần Phong là không có bất kỳ phần thắng rồi. Xa xa Hà Nguyên Thiên mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, rốt cuộc muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong nằm trên đất, rốt cuộc có thể đem Diệp Thần Phong dẫm tại lòng bàn chân của chính mình rơi xuống, tâm tình của hắn vẫn tính là không sai. Tề Khang Phúc cùng Trương cùng chí ngăn cản Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An, 2 người bọn họ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Trương cùng chí cười nói, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà, tại bóng đại trưởng lão, ảnh nhị trưởng lão, bóng tam trưởng lão cùng ảnh tứ trưởng lão muốn động thủ thời khắc. Diệp Thần Phong đột nhiên lấy ra 5 đại chí tôn đưa cho hắn 5 cái tiểu hình pho tượng, hắn nhanh hướng về trong đó truyền vào linh khí. Tại đây 5 cái tiểu hình pho tượng bên trên, lập tức lóe lên ánh sáng đến. Oanh, 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 oanh. Từ 5 cái tiểu hình pho tượng bên trong, từng người mãnh liệt xung kích ra một đạo vô cùng cường đại sóng năng lượng, này làm cho bóng đại trưởng lão bọn họ là đột nhiên không kịp chuẩn bị, bóng người là nôn nóng lùi. Đột nhiên xuất hiện một màn, để một bên nguyên bản đắc ý Tề Khang Phúc cùng Trương cùng chí biểu lộ biến đổi, mà xa xa Hà Nguyên Thiên sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ở đây còn lại luyện khí sư. Sắc mặt của bọn họ cũng đều là âm tình bất định. Chỉ thấy từ 5 cái tiểu hình trong pho tượng lao ra 5 đạo sóng năng lượng đến sau đó hắn lao ra năng lượng nhanh ở trong không khí tạo thành 5 cái hư ảnh lão đầu. Này 5 cái hư ảnh lão đầu và lúc trước trung thiên bay liệng bọn hắn giống nhau như đúc, chỉ là bọn hắn cũng không hề tự chủ ý thức, chỉ biết nghe theo kích người mệnh lệnh. Ở đây đa số người đều là luyện khí sư. Mà hỗn độn thời đại luyện khí giới 5 đại chí tôn. Có thể nói là không ít luyện khí sư trong lòng truy đuổi mục tiêu.
Tại một ít thiên môn cổ tịch bên trên, ghi chép năm đại chí tôn chân dung. Cho nên, có một ít luyện khí sư là có thể nhận ra năm đại chí tôn, trong đó liền bao quát Lý Mộc Ngôn, Thạch Vạn An, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí, con mắt của bọn họ không nháy một cái nhìn chằm chằm này năm cái hư ảnh lão đầu. Chỉ chốc lát sau, Lý Mộc Ngôn âm thanh có chút run rẩy, này, đây là năm đại chí tôn. Lẽ nào này khí thần cốc là hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn lưu lại? Tề Khang Phúc trái tim run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tiểu tử, ngươi đã lấy được năm đại chí tôn luyện khí truyền thừa. Diệp Thần Phong căn bản không có cần hồi đáp Tề Khang Phúc ý tứ. Hắn trực tiếp điều khiển hình thành năm cái hư ảnh lão đầu, nói ra, động thủ đi. Này năm cái hình thành hư ảnh lão đầu, bởi vì được Diệp Thần Phong kích thích, bọn hắn có thể rõ ràng lý giải đến Diệp Thần Phong ý tứ. Thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, độ nhanh đến ở đây bất cứ người nào đều không thể nhìn ra. Phải biết này năm đạo hư ảnh chính là đại biểu năm đại chí tôn đỉnh phong thời đại sức mạnh, hơn nữa bọn hắn đỉnh phong thời đại, tu vi nhưng là một cái chân đã bước ra thần đế cảnh đỉnh phong rồi. Bóng đại trưởng lão, ảnh nhị trưởng lão, bóng tam trưởng lão cùng ảnh tứ trưởng lão, bọn hắn tuy nói tại thần đế cảnh đỉnh phong cường giả bên trong, bọn hắn cũng là cực kỳ tốt tồn tại, nhưng bọn họ vẫn không có thể bước ra thần đế cảnh, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ bối rối. Muốn lập tức đem bóng người ẩn nấp ở trong không khí. Đáng tiếc đã là chậm một bước. Năm đại chí tôn hư ảnh xuất hiện tại bóng đại trưởng lão trước mặt bọn họ, căn bản không có cho bọn họ chống cự cơ hội. Năm đại chí tôn công kích phi thường thẳng thắn dứt khoát, quả đấm của bọn hắn trực tiếp phá tan rồi bóng đại trưởng lão đám người ngực, trực tiếp đem ngực bên trong trái tim cho oanh kích bạo liệt ra. Ở tim nổ tung trong nháy mắt. Bóng đại trưởng lão, ảnh nhị trưởng lão, bóng tam trưởng lão cùng ảnh tứ trưởng lão, bọn hắn khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, con mắt trợn lên lớn vô cùng, nghiễm nhiên là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không ngờ rằng lần này đi tới nơi này hội rơi vào kết quả như thế. Bọn họ là muốn tới cho lão ngũ trả thù, kết quả lại thanh tính mạng của mình cũng cho ném vào rồi. Tại năm đại chí tôn hư ảnh trong tay, Hà gia bốn bóng căn bản cái gì cũng không làm được, trực tiếp là bị nháy mắt giết chết rồi. Bởi vậy có thể thấy được năm đại chí tôn năm đó ở trạng thái đỉnh cao sức chiến đấu, thật sự chính là cực kỳ không tầm thường. Chu vi trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Cái kia từng cái lựa chọn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích luyện khí sư, trong cổ họng bọn họ điên cuồng sùng sục. Sùng sục, nuốt nước miếng, trên mặt toàn bộ tràn đầy vẻ sợ hãi. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An hiện tại rốt cuộc biết Diệp Thần Phong sức lực cùng lá bài tẩy, hai người bọn họ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Hà gia bốn bóng được trực tiếp miểu sát, những người còn lại vậy thì càng thêm không đáng sợ rồi. Tại Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí rơi vào ngây người bên trong thời điểm, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An trong nháy mắt đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Lý Mộc Ngôn cười nói, Diệp lão đệ, người thật đúng là đem chúng ta sợ hết hồn a hát. Lúc này có mấy người nên không dám tại loạn thúi lắm. Lý Mộc Ngôn ánh mắt nhìn về phía Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí. Hai người bọn họ lập tức từ ngây người bên trong tỉnh táo lại, làm sao mỗi một lần nhìn như chắc thắng thời điểm. Cục diện đều sẽ tới một cái 180 độ đại xoay ngược lại. Này Diệp Thần Phong thật sự là quá tà môn. Chương 2689, tử vong cảnh giới. Này năm đại chí tôn hư ảnh chỉ có thể hình thành một ngày. Diệp Thần Phong nhưng không muốn uổng phí lãng phí thời gian, tại năm đại chí tôn hư ảnh miểu sát bóng đại trưởng lão bọn bốn người sau đó. Hắn lập tức lại cho năm đại chí tôn hư ảnh ra lệnh. Để cho bọn họ đối chu vi những kia lựa chọn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích luyện khí sư, còn có Tề Khang Phúc, Trương Cùng Chí cùng Hà Nguyên Thiên động thủ. Năm đại chí tôn hư ảnh không có ý thức của mình, bọn hắn chỉ biết nghe theo kích người Diệp Thần Phong lời nói. Kết quả là, năm đại chí tôn hư ảnh bắt đầu đại khai sát giới rồi, phàm là muốn trốn khỏi người nơi này, toàn bộ sẽ bị năm đại chí tôn lấy thủ đoạn lôi đình cho đánh chết. Những kia vừa nãy liên tục kêu gào luyện khí sư, bây giờ tại năm đại chí tôn hư ảnh trong tay, bọn hắn toàn bộ là tiếng kêu rên liên hồi, căn bản cả cái gì một tia sức phản kháng cũng không có. Đang đối mặt tử vong thời điểm, phần lớn người đều sẽ là bỏ đi tôn nghiêm, trong lúc nhất thời các loại tiếng cầu xin tha thứ vang vọng tại trong không khí.
tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta, vừa vặn ta chỉ là đã quên lui về phía sau, ta và ngươi không thù không oán. Lý tiền bối, Thạch tiền bối, van cầu các ngươi vì chúng ta van nài, đây đều là hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a hát. Ở đây những này toàn bộ là luyện khí sư, mà Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An không phải lòng dạ độc ác người, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn hướng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, nếu như ta tay không có lá bài tẩy, chúng ta hướng về bọn hắn cầu xin tha thứ, như vậy bọn hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, chỉ sợ bọn họ không những sẽ không bỏ qua cho chúng ta, còn có thể đối với chúng ta châm chọc khiêu khích. Nghe vậy, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An liền không lên tiếng nữa rồi. Mà lúc này, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí muốn mau trở lại đến Hà Nguyên Thiên bên cạnh, bọn hắn biết Hà Nguyên Thiên lấy tư cách Hà gia thiếu chủ, trên người khẳng định còn có bảo vật, lần trước chính là may mắn mà có Hà Nguyên Thiên, bọn hắn mới tử lý đào xanh. Nhưng là tại Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí nhúc nhích trong nháy mắt, năm đại chí tôn hư ảnh cho là bọn họ hai cái muốn chạy trốn, trước tiên đối với bọn họ triển khai công kích. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí lấy tư cách luyện khí sư, sức chiến đấu của bọn họ kém xa cùng đẳng cấp còn lại người tu luyện. Nếu như nói năm đại chí tôn hư ảnh là đao lời nói, như vậy Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí tối đa chỉ là đậu hủ. Đao cắt đậu hủ căn bản sẽ không có bất kỳ trở ngại. Răng rác, răng rác. Trong không khí vang lên tỉ mỉ tiếng xương vỡ vụn, chỉ thấy Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cổ cốt trực tiếp được đánh bể, hai người bọn họ đầu trầm thấp rủ xuống, thân thể chậm rãi hướng xuống đất thượng ngã xuống. Tại Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí sau khi chết, Hà Nguyên Thiên mới coi như là chân chính hồi phục thần trí, hắn trong tròng mắt tràn ngập cực kỳ vẻ phức tạp. Trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, một khối tinh xảo ngọc bài xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn không chút do dự đem ngọc bài cho nắm. Bạo. Một tiếng. Sau đó, hắn bốn phía không gian một trận vặn vẹo, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khối ngọc này bài là cha của hắn nắm Hà gia bốn bóng giao cho hắn, đây là cần thiết thời khắc dùng để trực tiếp đào tẩu. Lần trước tại Vẫn Lạc Chi Địa bên trong Hà Nguyên Thiên mặc dù có thể đào tẩu, đó là bởi vì trên người hắn có gì ra lão tổ đặc chế phòng ngự phù. Nhưng phòng ngự phù chỉ có tại gặp phải sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới sẽ tự chủ khởi động, mà khối ngọc này bài liền đến trực tiếp rất nhiều, chỉ cần nắm. Bạo là có thể trực tiếp truyền tống đến một nơi khác đi. Nhìn thấy Hà Nguyên Thiên lần nữa phải đi, Diệp Thần Phong căn bản không ngăn trở kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục mệnh lệnh năm đại chí tôn đối chung quanh luyện khí sư động thủ. Mà bị truyền tống đi ra Hà Nguyên Thiên, hắn xuất hiện tại khoảng cách khí thần cốc có một khoảng cách lớn một cái bên cạnh hồ. Hắn giờ khắc này trên mặt vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, trong lòng tràn ngập cực hạn phẫn nộ, tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn một lần lại một lần như đầu chó mất chủ như thế đào tẩu, hắn nhưng là đường đường Hà gia gia chủ nhi tử, hắn nhưng là thượng giới thiên chi kiêu tử, hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần rơi vào kết cục như thế. Mũi cùng trong miệng thở hổn hển, hắn cũng không còn cách nào đã chịu. Trên trán bạo khởi từng cây tráng kiện gân xanh, trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định, hắn muốn đi vào Hà gia bên trong tử vong cảnh giới. Bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, trong miệng là cắn răng nghiến lợi, hắn bắt đầu lợi dụng đặc thù biện pháp truyền tin tức đi Hà gia rồi. Này tử vong cảnh giới chính là Hà gia bên trong một nơi. Cần phải có mấy vạn năm không có mở ra rồi, cái trước tiến vào tử vong chi cảnh nội người chính là Hà gia đương nhiệm lão tổ Hà Không Thắng. Có người nói một khi bước vào tử vong cảnh giới, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, thậm chí nói là thập tử vô sinh cũng không quá đáng. Sống sót từ trong đó đi ra tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Nhìn chung Hà gia lịch sử, tại Hà Không Thắng trước đó, cũng có không ít Hà gia người tiến vào tử vong chi cảnh nội, cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài, năm ngón tay cũng có thể số tinh tường. Có thể nói này tử vong cảnh giới chính là Hà gia một chỗ bí cảnh. Tuy nói tiến vào bên trong có cực lớn khả năng lại chạy không thoát đến, chỉ khi nào có thể từ trong đó đi ra, tu vi nhất định sẽ đạt được một lần tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng là Hà Nguyên Thiên muốn đi vào tử vong chi cảnh nội nguyên nhân, hắn hiện tại muốn tăng cao thực lực, hắn thật sự muốn đích thân đem Diệp Thần Phong cho đạp ở dưới bàn chân, cho dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Cùng lúc đó, tại Hà Nguyên Thiên truyền xong tin tức sau,
thượng giới Hà gia trong phòng nghị sự. Gia chủ Hà Nhân Trắng ngồi ở vị bên trên, lần này Hà gia trong phòng nghị sự bầu không khí so với lần trước chả còn đáng sợ hơn. Bởi vì liền ở vừa vặn trước đây không lâu, Hà gia ngũ ảnh bên trong còn lại 4 bóng bản mệnh ngọc bài đều không ngoại lệ toàn bộ bạo liệt ra. Chuyện này ý nghĩa là từ nay về sau Hà gia ngũ ảnh không tồn tại, đã từng huy hoàng nhất thời Hà gia ngũ ảnh thành là chân chính đi qua thức rồi. Hà gia ngũ ảnh ra sao trong nhà một cổ lực lượng cường đại, bây giờ ngũ ảnh toàn bộ chết rồi, đối với Hà gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái trầm thống đả kích. Trong phòng nghị sự, Hà gia cao tầng hầu như toàn bộ đến đông đủ, ai cũng không có mở miệng, tự từ nhà họ Hà trở thành bá chủ cấp gia tộc sau đó từng có lúc bị người như thế hung hăng dẫm ở trên đầu quá rồi. Không khí trầm mặc tại trong phòng nghị sự lưu truyền. Một tên Hà gia bên trong trưởng lão vội vã đi vào trong phòng nghị sự, hắn là phụ trách tiếp thu từ bên ngoài tin tức truyền đến. Hắn đem Hà Nguyên Thiên tin tức truyền đến từng chút nói cho Hà Nhân Trắng. Khi nghe đến Hà Nguyên Thiên muốn đi vào tử vong cảnh giới thời điểm, Hà Nhân Trắng làm vì phụ thân, hắn đã trầm mặc, tuy nói hắn không chỉ một nhi tử, thế nhưng Hà Nguyên Thiên đứa con trai này là hắn coi trọng nhất, cũng là thiên phú tốt nhất một cái. Ở đây Hà gia cao tầng trên mặt cũng âm tình bất định, bọn hắn đều rõ ràng bước vào Hà gia tử vong cảnh giới điều này có ý vị gì. Tuy nói Hà Nguyên Thiên chính là bây giờ Hà gia bên trong đệ nhất thiên tài, nhưng cũng chưa chắc hắn có thể từ tử vong cảnh giới bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Hà Nhân Trắng hít sâu một hơi, hắn rõ ràng chính mình một nhi tử tính cách cùng tính khí, hắn liếc nhìn mọi người ở đây, các ngươi cho rằng nên để Nguyên Thiên tiến vào tử vong cảnh giới sao? Chương 2690, phát hiện, gặp lại. Chính lúc này, một thanh âm vang vọng ở Hà gia trong phòng nghị sự. Khiến hắn tiến vào tử vong cảnh giới đi. Trong lòng của hắn e sợ đã bởi vì tiểu tử kia sinh ra ma chướng, nếu như hắn không thể tự tay giết tiểu tử kia, trong lòng hắn ma chướng vĩnh viễn cũng không cách nào trừ đi, đến lúc đó hắn chỉ sẽ từ từ luân lạc vì một kẻ tàn phế, Hà gia chúng ta không cần phế nhân. Đây là Hà gia lão tổ Hà Không Thắng thanh âm. Chỉ nghe hắn âm thanh không gặp người, Hà Không Thắng hẳn là không ở nơi này, nhưng hắn cũng đúng Hà gia sự tình như lòng bàn tay. Có lão tổ Hà Không Thắng đánh nhịp, Hà Nhân Trắng tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Lập tức chuẩn bị mở ra tử vong cảnh giới chuẩn bị. Hà Nhân Trắng đối với còn lại Hà gia chi người nói. Tại Hà gia bắt tay mở ra tử vong cảnh giới chuẩn bị lúc. Khí thần cốc bên ngoài. Những kia nguyên bản đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, lựa chọn chống đỡ Hà Nguyên Thiên bọn hắn luyện khí sư, bây giờ toàn bộ đã được giải quyết. Năm đại chí tôn hư ảnh được Diệp Thần Phong một lần nữa thu hồi pho tượng bên trong, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian rồi. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Những kia lựa chọn lui về phía sau luyện khí sư, bọn hắn toàn bộ là kinh hồn táng đảm, nhìn trên mặt đất nằm từng bộ thi. Thể, bọn hắn sở dĩ sẽ chọn lùi về sau, cái kia là bởi vì bọn hắn đại đa số cùng Lý Mộc Ngôn, Thạch Vạn An có chút giao tình. Bọn họ là cho Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cái cuối cùng mặt mũi, ở trong mắt bọn họ Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An lần này là tất chết rồi, nhưng ai biết cuối cùng, bọn hắn này tự cho là cho một bộ mặt lại cứu tính mạng của mình. Diệp Thần Phong không muốn ở chỗ này làm quá lâu dừng lại, hắn liếc nhìn Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An, nói ra, chúng ta đi. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An gật gật đầu, sau đó cùng theo một lúc rời khỏi. Thẳng đến Diệp Thần Phong bóng lưng của bọn họ từ từ biến mất ở trong tầm mắt, ở đây những này còn sống luyện khí sư, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hà gia ở thượng giới địa vị vẫn là không thể lay động, bây giờ lại có thể có người dám quang minh chánh đại cùng Hà gia đối kháng. Xem ra thượng giới phải biến đổi đến mức không yên ổn rồi. Rời đi khí thần cốc về sau Diệp Thần Phong cùng Lý Mộc Ngôn đám người, bọn hắn một đường tại trên bầu trời đạp không mà đi. Ước chừng tại đạp không mà được rồi sau nửa giờ. Diệp Thần Phong lông mày đột nhiên nhíu lại, trái tim của hắn tinh không chi thạch cùng bên trong đan điền đại địa chi huyết thất sắc xin sen, bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ sinh ra phản ứng, bất thình lình biến hóa, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân, đối với Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An nói một câu, chúng ta dừng một cái. Diệp Thần Phong thân ảnh nhanh rơi xuống đất bên trên. Hai chân dẫm trên mặt đất sau đó Diệp Thần Phong xuất hiện trái tim của mình tinh không chi thạch cùng bên trong đan điền thất sắc xin sen,
hắn phản ứng là càng kịch liệt lên, đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Diệp Thần Phong cẩn thận cảm ứng bốn phía, nhưng hắn căn bản không có bất kỳ xuất hiện. Một bên Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An thấy Diệp Thần Phong như thế bộ dáng nghiêm túc, bọn hắn không khỏi cũng nghi ngờ không thôi lên, không ngừng quan sát chu vi. Diệp lão đệ, lẽ nào nơi này có chỗ gì không đúng sao? Thực sự xuất hiện không là cái gì Lý Mộc Ngôn, hắn rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi rồi. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, này làm cho Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An là càng thêm nghi ngờ. Diệp Thần Phong ngồi xổm xuống thân thể, bàn tay của hắn đặt tại trên mặt đất, từ bàn tay của hắn bên trong, tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen sức mạnh dâng lên. Tại tuôn ra sau khi đi ra, nguyên bản bình thường không có gì lạ trên mặt đất rõ ràng hiện lên từng cái màu máu đỏ hoa văn, những văn lộ này tràn ngập chu vi, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Diệp Thần Phong từ loại này hoa văn bên trong cảm thấy nhất cổ đặc thù sức mạnh, tuy nói hắn còn không rõ ràng lắm những văn lộ này rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng trong lòng của hắn mơ hồ có một loại phi thường dự cảm không tốt. Đưa bàn tay từ trên mặt đất rời đi, những kia nguyên bản hiện lên huyết hồng sắc hoa văn lại lập tức biến mất rồi. Diệp lão đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những đất này trên mặt hoa văn là cái gì? Dựa theo vừa vặn hiện lên tình huống, những văn lộ này bao trùm diện tích hẳn là sẽ không thiếu. Thạch Vạn An hỏi. Diệp Thần Phong trong lòng có một loại cảm giác, hắn nói ra, xác thực bao trùm diện tích sẽ không thiếu, có thể là bao trùm cả giới rồi. Diệp Thần Phong rơi vào trong trầm tư. Khi hắn trầm tư thời điểm, trong đầu hắn ý thức bỗng nhiên trong lúc đó trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn căn bản chống cự không được. Một bên Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An nhìn thấy đứng đấy Diệp Thần Phong, hắn dĩ nhiên từ từ nhắm hai mắt lại, sau bất luận bọn hắn làm sao kêu gào, cũng không cách nào đem Diệp Thần Phong gọi tỉnh lại. Đợi đến Diệp Thần Phong ý thức thanh tỉnh sau đó hắn phát hiện mình thân ở một tòa núi cao đỉnh núi. Chu vi toàn bộ là một mảnh trắng xóa, căn bản là thấy không rõ lắm nơi này rốt cuộc là thì sao. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi, Diệp Thần Phong cực kỳ khẳng định mình là tại một loại ảo giác bên trong. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, khi hắn xoay người sau lại chuyển lúc trở lại, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, một tên đầu đội đấu bổng ông lão mặc áo đen xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tên này ông lão mặc áo đen ngồi ở đỉnh núi trên một tảng đá, ánh mắt của hắn ngắm nhìn phương xa. Diệp Thần Phong theo tầm mắt của hắn nhìn ra ngoài, hắn từ đầu tới cuối chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Hắn là nhận ra ông lão này, lúc trước cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, ông lão này chính là cái gọi là vùng thế giới này rồi. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Diệp Thần Phong một khắc không thả tùng mà hỏi. Ông lão mặc áo đen nụ cười nhạt nhòa nói. Người trẻ tuổi, không nên quá qua khẩn trương, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ trên mặt đất những kia màu đỏ hoa văn sao? Ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, những văn lộ này lập tức muốn bao trùm toàn bộ thần nguyên giới thượng giới, bên trong giới cùng hạ giới rồi. Biết đây là người nào làm ra sao? Hà gia hà không thắng, một khi để cho bao trùm toàn bộ thần nguyên giới, có thể nói thần nguyên giới sẽ trở nên sinh linh đổ thán, chỉ cần là đứng ở màu đỏ hoa văn bên trong người. Toàn bộ hội hóa thành một vũng máu, mà hắn thân trong cơ thể năng lượng hội chảy vào Hà Không Thắng trong cơ thể. Người trẻ tuổi, Hà Không Thắng rất có thể sẽ so với ngươi trước một bước đến sống mãi. Diệp Thần Phong trong tròng mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, tại sao phải nói cho ta những này? Ngươi không phải là vùng thế giới này người trưởng khống sao? Nếu để cho Hà Không Thắng đến sống mãi, như vậy hội gây bất lợi cho ngươi a. Ngươi nên sẽ đối Hà Không Thắng động thủ. Ông lão mặc áo đen cười nói, vạn vật đều có định lý, bây giờ Hà Không Thắng vô hạn tiếp cận ở sống mãi rồi, hắn nhưng để trốn qua không ít pháp tắc hạn chế, hiện tại rất nhiều chuyện cũng không tại trong lòng bàn tay của ta rồi. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta không cách nào rời đi nơi này, nếu như có thể rời đi nơi này lời nói, như vậy ta có thể tự tay giải quyết xong Hà Không Thắng, nhưng bây giờ ta không làm được. Ngươi không phải là cũng muốn đến sống mãi sao? Trước lúc này người trừ phi trước tiên phải giải quyết Hà Không Thắng, nếu như hắn đã tới sống mãi, như vậy chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội gì. Chương 2691, chính thức tuyên chiến. Diệp Thần Phong không có lại mở miệng, hắn chỉ là rơi vào trong trầm mặc.
Ông lão mặc áo đen tiếp tục nói, người trẻ tuổi, người không phải là kiên định yếu đến sống mãi đấy sao? Đang muốn chiến thắng ta trước đó, trước tiên chiến thắng Hà Không Thắng đi. Người phải nhớ kỹ, đây không phải ta đối yêu cầu của ngươi, người đi không chiến thắng Hà Không Thắng đều không có quan hệ gì với ta, chẳng qua chờ hắn bước vào vĩnh sinh cảnh, chờ hắn đi tới nơi này sau đó ta cùng hắn một trận chiến. Sống chết có số, vùng thế giới này rất nhiều sinh linh, tính mạng của bọn họ toàn bộ trưởng khống tại trong tay ta, mà tính mạng của ta lại trưởng khống tại trong tay ai? Hẳn là tại tay của chính ta bên trong đi. Ta trở thành vùng thế giới này đã nhiều năm như vậy, cuối cùng bất kể là ngươi vẫn là Hà Không Thắng yếu đánh với ta một trận, ta cũng không đáng kể, hoạt động một chút gân cốt cũng là không sai. Ông lão mặc áo đen cánh tay vung lên, nhất thời một nguồn sức mạnh bao phủ hướng về Diệp Thần Phong, làm cho ý thức của hắn một trận mơ hồ, trong tai vẫn cứ có ông lão mặc áo đen thanh âm truyền đến, ngươi chỉ có hơn 2 tháng sau, Hà Không Thắng rất có thể sẽ bước vào vĩnh sinh cảnh. Chính ngươi hảo hảo nắm chắc đi. Còn có, ngươi tại Thiên Cực Thành bố trí trận pháp rất mạnh, e sợ trừ ta ra, cũng chỉ có Hà Không Thắng có thể phá tan rồi. Nhưng này hơn 2 tháng đối với Hà Không Thắng tới nói cực kỳ trọng yếu, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi Hà gia rồi, cho nên tạm thời tới nói Thiên Cực Thành vô cùng an toàn. Trong đầu ông lão mặc áo đen thanh âm mơ mơ hồ hồ đứt quãng. Đợi được Diệp Thần Phong lần nữa phục hồi tinh thần lại, hắn từ vừa vặn trong ảo cảnh thoát ly đi ra, về tới lúc trước địa phương. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An nhìn thấy Diệp Thần Phong chính mình tỉnh táo lại, hai người bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp lão đệ, người vừa vặn là thế nào? Lý Mộc Ngôn nghi vấn đạo. Diệp Thần Phong không hề trả lời, trong đầu trả hồi tưởng ông lão mặc áo đen lời nói, nếu như tất cả những thứ này đều là thật, như vậy lưu cho hắn thời gian chỉ có đã hơn 2 tháng. Một khi Hà Không Thắng bước vào vĩnh sinh cảnh, như vậy hắn và người bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ không toàn mạng, còn có lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên, hai người bọn họ bồi bạn Diệp Thần Phong cùng nhau đi tới, cuối cùng nhục thân rốt cục khôi phục, bọn hắn nếu muốn báo thù. Nhưng chỉ cần Hà Không Thắng bước vào vĩnh sinh cảnh, đừng nói là báo thù, lão Bạch cùng lão Hắc chỉ có là ôm nỗi hận mà chết, Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể để loại chuyện này sinh. Hắn tuy rằng cũng rõ ràng hay là ông lão mặc áo đen kia, cũng chính là vùng thế giới này đang lợi dụng hắn, nhưng cho dù như thế, hắn như trước chỉ có thể dựa theo ông lão mặc áo đen lời nói đi làm, bởi vì hắn vốn là muốn đối kháng Hà Không Thắng. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An, hắn đem chuyện của chính mình đại khái nói một lần, trong đó bao gồm lão Bạch cùng lão Hắc cùng Hà Không Thắng ở giữa ân oán, còn có thiên ngoại ma vật sự tình. Nghe được Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An vẻ mặt là biến đổi liên tục. Tại đại khái giải thích một lần sau đó Diệp Thần Phong tiếp tục nói, vừa vặn trên mặt đất hiện lên huyết hồng sắc hoa văn, hẳn là Hà Không Thắng bố trí, hơn nữa những này màu máu đỏ hoa văn yếu xuyên suốt thần nguyên giới thượng giới, bên trong giới cùng hạ giới rồi. Chỉ cần thần nguyên giới mỗi một góc đều bị đỏ như màu máu hoa văn che kín, như vậy phàm là thân ở hoa văn bên trong người, bất kể là thực lực ra sao. Toàn bộ sẽ biến thành một vũng máu, đây là Hà Không Thắng một cái âm mưu, hắn muốn mượn toàn bộ thần nguyên giới người tu luyện sức mạnh, dùng này đến khiến hắn một lần bước vào vĩnh sinh cảnh. Diệp Thần Phong dừng lại một chút sau đó hắn lại nói, hai vị lão ca, các ngươi có thể không tham dự vào, ta sẽ không đối với các ngươi có ý kiến gì, ta. Diệp Thần Phong lời nói được Lý Mộc Ngôn cắt đứt, Diệp lão đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ở trong mắt ngươi? Chúng ta hai lão chính là rất sợ chết chi đồ sao? Ta tin tưởng lời ngươi nói mỗi một câu nói, đây là ta bản năng một loại trực giác, những ngày kia ngoại ma vật có thể vì Diệp lão đệ ngươi sử dụng, điều này cũng là một chuyện tốt, có người có thể ràng buộc ở bọn hắn là được rồi. Chỉ là không nghĩ tới Hà gia lấy tư cách thần nguyên giới bá chủ cấp gia tộc, mà Hà Không Thắng lại là tiếp cận với sống mãi người, tại thần nguyên giới không ít người toàn bộ đối Hà Không Thắng cung kính rất nhiều. Hắn lại muốn lợi dụng biện pháp như thế bước vào sống mãi. Quả thực là không thể tha thứ. Thạch Vạn An cũng nói, Diệp lão đệ, khi biết ngươi ra sao ra muốn thông tập người sau, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta thanh hệ phái mình bên trong luyện khí sư toàn bộ tập trung ở một cái địa phương bí ẩn rồi, vì chính là tại lúc khẩn cấp quan trọng có thể giúp ngươi một tay. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng biết Diệp Thần Phong thành lập Diệp Tông sự tình.
Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cơ hồ là đồng thời nói ra, Diệp lão đệ, chúng ta cũng muốn gia nhập ngươi Diệp Tông. Đối với Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An gia nhập, Diệp Thần Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt được rồi. Tại xác định ra sau đó Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An rời đi trước, bọn hắn hội tự mình đi hướng Thiên Cực Thành, bọn hắn hiện tại muốn đi thanh hệ phái mình bên trong luyện khí sư đồng thời mang lên. Bởi vì thanh phe phái bên trong luyện khí sư sắp xếp ở một cái địa phương bí ẩn, cho nên không có ai hội phát hiện. Cùng Lý Mộc Ngôn bọn hắn phân biệt sau đó Diệp Thần Phong một đường bằng nhanh nhất độ về Thiên Cực Thành, có lúc vì giảm bớt trở về thời gian, hắn còn có thể phác họa một ít tiểu hình truyền tống trận, lợi dụng truyền tống trận đem chính mình truyền tống ra một khoảng cách, dù sao phác họa cỡ lớn truyền tống trận thời gian hao phí là phi thường nhiều. Kết quả là, tại loại này không ngừng chạy đi dưới, Diệp Thần Phong trở về Thiên Cực Thành trọn vẹn rút ngắn một nửa thời gian. Diệp Thần Phong không có lại dịch dung rồi, hắn yếu chính thức cùng Hà Gia tuyên chiến rồi, dù sao Thiên Cực Thành có hỗn độn bất diệt trận sau, trừ phi Hà Không Thắng tự mình đi ra, mà bây giờ Hà Không Thắng căn bản sẽ không rời đi Hà Gia, cho nên hắn có niềm tin cùng Hà Gia chính thức tuyên chiến rồi, hắn không cần tại ẩn giấu thân phận của mình rồi. Diệp Tông gần đoạn thời gian tại trong phạm vi nhỏ có không nhỏ tiếng tăm. Đặc biệt là Diệp Thần Phong để Nam Sơn lão yêu hắn bảy đại chiêu mộ. Trong đó có không ít hấp dẫn người điều kiện. Chí tôn đan dược và tiên khí đều là không ít người tu luyện tha thiết ước mơ. Nhưng hỗn độn bất diệt trận chỉ có Diệp Thần Phong mới có thể mở ra, hết thảy những kia mộ danh mà đến cường giả, bọn hắn chỉ có thể trên trời cực thành ngoài cửa thành chờ đợi. Làm Diệp Thần Phong xuất hiện tại Thiên Cực Thành ngoài cửa thành lúc, không ít chú ý tới Diệp Thần Phong cường giả, bọn hắn từng cái toàn bộ sắc mặt kịch biến. Bởi Diệp Thần Phong không có lại dịch dung rồi, cho nên ở đây phàm là nhìn thấy hắn cường giả, bọn hắn toàn bộ có thể một mắt nhận ra, đây chính là Hà Gia muốn thông tập người. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa thành tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong hắng giọng một cái, quát lên, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi tới Thiên Cực Thành là vì gia nhập Diệp Tông sao? Ta chính là Diệp Tông Tông chủ, các ngươi còn muốn vào sao? Từ giờ khắc này, ta Diệp Thần Phong chính thức hướng về Hà Gia tuyên chiến, ta sẽ trong 3 tháng để Hà Gia tại thần nguyên giới triệt để hủy diệt. Chương 2692, triệt để đè ép. Diệp Thần Phong thanh âm ở trong không khí không ngừng quanh quẩn. Trong vòng 3 tháng muốn cho Hà Gia tại thần nguyên giới triệt để hủy diệt. Này làm cho đứng ngoài cửa thành cường giả cảm giác buồn cười cực kỳ. Hà Gia ở thượng giới trở thành bá chủ cấp gia tộc. Đã có nhiều ít năm tháng. Bây giờ một tiểu tử chưa ráo máu đầu đi ra nói muốn hủy diệt Hà Gia. Nói mạnh miệng như vậy vậy thì thôi, nhưng vì cái gì một mực còn muốn nói trong 3 tháng đâu này? 3 tháng đối với thượng giới cường giả tới nói, chẳng khác gì là trong nháy mắt chuyện, dù sao có lúc một lần bế quan đều phải 10 mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Những cường giả này không nghĩ tới Diệp Tông là Diệp Thần Phong thành lập, nếu như sớm biết điểm này lời nói. Như vậy bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không tới nơi này, trên người bọn hắn khí thế từng cái bão tố được đưa lên, nhưng trong đó phần lớn cũng chỉ là thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh cường giả, chỉ có một người đã tới thần đế cảnh đỉnh phong. Diệp Thần Phong cánh tay vung lên. Bao phủ Thiên Cực Thành kết giới tạm thời mở ra. Tại kết giới mở ra trong nháy mắt, 4 bóng người đột nhiên tại Diệp Thần Phong bên cạnh xuất hiện, bọn hắn tự nhiên là Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Thương Bằng cùng Thù Được rồi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đối với Diệp Thần Phong ôn nhu hô, phu quân. Mà Thương Bằng cùng Thù Được nhưng là cung kính hô, chủ nhân. Đồng thời 4 người bọn họ trên người thần đế cảnh đỉnh phong khí thế mơ hồ hiện lên, vốn là muốn tới gia nhập Diệp Tông cường giả, trong bọn họ chỉ có một người là thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, bọn hắn lập tức được trấn trụ. Bất quá, cũng chỉ là được trấn trụ một hồi thời gian, Diệp Thần Phong đối Hà Gia tuyên chiến sự tình. Ở trong mắt bọn họ thật sự là buồn cười quá, quả thực là lấy trứng chọi đá tự chịu diệt vong. Lẽ nào cho là có 4 tên thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, các ngươi liền có thể đối kháng Hà Gia sao? Phải biết chống trơn ra sao ra ngũ ảnh liền toàn bộ là thần đế cảnh tu vi đỉnh cao. Trong đám người không biết là ai giống lên. Phải biết trước đó bóng ngũ trưởng lão chết đi được tạm thời trong phạm vi nhất định áp chế xuống. Mà bóng đại trưởng lão bọn hắn chết cũng không có phạm vi lớn truyền bá tới nơi này đây.
Được âm thanh này vừa đề tỉnh, chung quanh cường giả dồn dập mở miệng, bọn hắn đến cũng không có chào phúng Diệp Thần Phong, chỉ là tại chất vấn Diệp Thần Phong. Ngươi bằng cái gì có thể đối kháng Hà gia? Lẽ nào liền này bốn cái thần đế cảnh đỉnh phong cường giả sao? Này còn xa xa chưa đủ tư cách, nếu như chúng ta gia nhập các ngươi Diệp Tông, như vậy cuối cùng chẳng phải là chỉ có chôn cùng phần. Đúng vậy, ngươi có những gì sức lực có thể hủy diệt Hà gia? Hà gia là thượng giới bá chủ cấp gia tộc, mà các ngươi Diệp Tông mới chỉ là một cái vừa vặn thành lập tông môn. Tại từng đạo chất vấn trong tiếng, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư bọn hắn toàn bộ nhíu mày đến. Mà Diệp Thần Phong lại là tương đương bình tĩnh, yếu trong khoảng thời gian ngắn đối kháng Hà gia, hắn yêu cầu rất giúp đỡ nhiều lực, dựa vào một mình hắn muốn tại ngắn như vậy thời gian đem Hà gia nhổ tận gốc, đây căn bản là không có khả năng lắm, muốn khiến những người này tín phục, hắn nhất định muốn thể hiện ra thực lực đến. Chỉ là tại Diệp Thần Phong yếu mở miệng nói chuyện thời khắc, những kia nguyên bản trước đến nương nhờ Diệp Tông cường giả bên trong, có một tên thần đế cảnh sơ kỳ lão đầu nhi. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hắn vừa vặn bên hông đưa tin ngọc bội lấp lánh lên, trong miệng hắn phát ra không thể tin âm thanh, không thể, làm sao có khả năng. Hà gia bóng ngũ trưởng lão sớm đã bị chết, mà đổi thành bên ngoài bốn bóng cũng đã bị chết ở tại khí thần cốc, bọn hắn toàn bộ là bởi vì Hà gia muốn thông tập tiểu tử kia mà chết. Không nghĩ đến cái này tin tức sẽ ở thời điểm này truyền tới nơi này. Kết quả là... Những cường giả kia từng cái dường như thấy quỷ tựa như, bọn hắn những ngày qua một mực chờ ở đây, cho nên đối với chuyện của ngoại giới không biết, bọn hắn lập tức lấy ra trên người đưa tin công cụ lập tức đưa tin ra ngoài, cũng muốn hỏi hỏi không ở nơi này bằng hữu có nghe hay không đến tin tức này. Kèm theo từng cái cường giả thu được bằng hữu mình trả lời, sắc mặt của bọn họ là đặc sắc vạn phần. Dĩ nhiên là sự thật, Hà gia ngũ ảnh đã toàn bộ chết sạch. Toàn bộ là bởi vì Hà gia muốn thông tập tiểu tử kia mà chết. Lần này khí thần cốc còn xuất hiện hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa. Hơn nữa là được Hà gia muốn thông tập tiểu tử kia lấy được. Các loại tiếng bàn luận không ngừng. Tại khí thần cốc tất cả còn có không ít luyện khí sư sống sót, đối với tin tức hội truyền tới, Diệp Thần Phong sớm đã là dự liệu được. Chỉ là hắn không nghĩ tới hội trùng hợp như thế. Hắn đang muốn vì chính mình tạo thế đây. Diệp Thần Phong cười nói, các ngươi chỗ nhận được tin tức toàn bộ là thật sự, Hà gia ngũ ảnh toàn bộ là muốn giết chết ta, đáng tiếc cuối cùng chết lại là bọn hắn, mà ta cũng là một tên thứ thiệt chí tôn luyện khí sư, ta cũng xác thực đã lấy được hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa, ta có thể nói tại luyện khí thượng, toàn bộ thần nguyên giới ta nói thứ hai, không có dám nói thứ nhất. Hà gia ngũ ảnh tại các ngươi thượng giới chi trong mắt người, phải hay không vô cùng ghê gớm cường giả? Phải hay không Hà gia bên trong nhất cổ không thể thiếu sức mạnh? Nhưng quay đầu lại đây, Hà gia ngũ ảnh toàn bộ chết rồi, ta nói ta muốn triệt để hủy diệt Hà gia, đây không phải thuận miệng nói một chút sự tình. Lúc trước ta vì cái gì dám để cho người thả lờ chúng ta Diệp Tông có thể cung cấp đan dược và vũ khí, thậm chí là chí tôn đan dược và tiên khí? Bởi vì ta không chỉ có là một tên chí tôn luyện khí sư, ta còn là một tên chí tôn luyện dược sư. Chỉ muốn các ngươi vì Diệp Tông lập xuống công lao, ta có thể vì các ngươi luyện chế chí tôn đan dược và tiên khí, trong tay ta nhưng là nắm giữ không ít có thể để người ta trực tiếp đột phá đan phương. Những kia nguyên bản đến nương nhờ Diệp Tông cường giả, bọn hắn tại bắt đầu biết được thân phận của Diệp Thần Phong sau, bọn hắn hối hận tới nơi này, lại tới Lan Vân bọn hắn xuất hiện tạm thời trấn trụ bọn hắn. Lại đến bọn hắn từng cái đối Diệp Thần Phong đưa ra nghi vấn, cho rằng Diệp Thần Phong chính là một chuyện cười. Cuối cùng lại tới ngũ ảnh chết truyền đến, Diệp Thần Phong thu được hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa tin tức truyền đến, để những cường giả này toàn bộ lâm vào trong khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần Phong rồi lại tiết lộ chính mình không chỉ có là chí tôn luyện khí sư, hơn nữa còn là chí tôn luyện dược sư. Như thế một phen xuống. Ở đây tất cả cường giả rốt cục bị luân lần khiếp sợ hoàn toàn chấn trụ. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi bây giờ còn có thể gia nhập Diệp Tông. Tại gia nhập Diệp Tông trước đó, toàn bộ các ngươi yếu lấy võ đạo chi tâm phát thệ, từ đây đối Diệp Tông trung thành nhất quán. Từ hôm nay trở đi, ta ở nơi này tuyên bố, phàm là thần đế cảnh cường giả gia nhập, toàn bộ có thể thu được một viên chí tôn đan dược.
cái này coi như là làm là các ngươi gia nhập Diệp Tông một phần lễ vật đi. Về phần thần đế cảnh bên dưới cường giả, cũng có thể thu được một viên cửu phẩm đan dược. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, hắn tiếp tục nói, ta nên nói cũng đã nói rồi, hiện tại đến phiên chính các ngươi lựa chọn. Nhân sinh chính là một hồi đánh cược, bác, xuất hiện tại các ngươi là muốn đánh cược một lần đâu này? Hay là có thể mang đến cho mình không tưởng tượng được chỗ tốt? Đương nhiên các ngươi cũng có thể lập tức xoay người rời đi, chỉ là ta có thể cho các ngươi luyện chế đan dược và vũ khí, tại toàn bộ thần nguyên giới, e sợ không có người thứ hai có thể luyện chế ra đến rồi. Chương 2693, lại giả bộ. Ở đây những này nguyên bản muốn gia nhập Diệp Tông cường giả, bọn hắn phần lớn đều là thượng giới bên trong tán tu. Tuy nói là ở thượng giới, nhưng tán tu có thể thu được tài nguyên cũng là đã ít lại càng ít, chỉ có số rất ít một phần tán tu, có thể dựa vào của mình số mệnh, thu được đầy đủ phong phú cơ duyên. Chính như Diệp Thần Phong chỗ nói, nhân sinh chính là một hồi đánh cược. Bác, tuy nói bọn hắn không có từng chứng kiến Diệp Thần Phong luyện khí cùng chế thuốc, nhưng bọn họ tiếp thu được tin tức không phải là giả dối. Diệp Thần Phong nhất định là đã lấy được hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa. Mà hắn nói mình vẫn là luyện dược sư, đây cũng không phải nói mạnh miệng rồi, cẩn thận nghĩ đến, nếu như là không có một người một chút thực lực người, vậy làm sao có niềm tin công khai đối Hà gia tuyên chiến. Thuốc khí đồng tu, hơn nữa toàn bộ đã tới chí tôn giới đừng, đây tuyệt đối là một cái khiến người ta trố mắt ngoác mồm sự tình. Ở đây không ít cường giả vừa vặn tuy nói là đang chất vấn Diệp Thần Phong, nhưng trong bọn họ cũng có không ít đối Hà gia bất mãn. Chỉ là một mực không dám biểu lộ ra mà thôi. Những năm này Hà gia bên trong, đặc biệt là Hà gia trẻ tuổi, bọn họ là càng ngày càng hung hăng càn quấy rồi. Diệp Thần Phong có thể để cho Hà gia ngũ ảnh mất mạng, này chứng minh rồi Diệp Thần Phong xác thực có đối kháng Hà gia tư bản rồi, chỉ là Hà gia lão tổ Hà không thắng dù sao cũng là tiếp cận với sống mãi người rồi, trong lòng bọn họ vẫn còn do dự không chừng, một khi lựa chọn gia nhập Diệp Tông nhưng liền không còn đường quay đầu đi rồi. Những cường giả này bên trong duy nhất một tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, hắn là một cái tóc trắng xóa lão đầu nhi, tên của hắn gọi là Trương Tam Năm, ở thượng giới tán tu bên trong cực kỳ có tiếng. Hắn có thể đủ lấy một giới thân phận của tán tu, đến bây giờ thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, có thể tưởng tượng đến hắn cùng nhau đi tới là ra sao khó khăn, chỉ là hắn đại nạn sắp tới, hắn tuy nói có thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, nhưng những năm này xông qua vô số gian nguy chi địa. Cho thân thể của mình đã tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng hắn có một đứa con trai, hắn đứa con trai này cũng lấy vợ, đồng thời cho hắn sinh ra một cái cháu trai, con trai của hắn thiên phú cũng không khá lắm, bây giờ cũng chỉ có thần vương cảnh trung kỳ tu vi, cừu gia của hắn cũng có không ít, nếu như hắn đã chết, như vậy con trai của hắn cùng cháu trai nên làm gì? Cháu của hắn cũng chỉ có 10 tuổi, thiên phú tu luyện ngược lại là cực kỳ xuất chúng. Hắn muốn nương nhờ vào Diệp Tông, liền là muốn thu được chí tôn đan dược, thu được có thể kéo dài hắn tuổi thọ chí tôn đan dược. Tại mấy trăm năm trước, hắn và Hà gia một tên trưởng lão có chút qua lại, cho nên hắn mới không có lựa chọn đi Hà gia, bằng không lấy tu vi của hắn muốn đi Hà gia, cần phải cũng sẽ bị tiếp nhận. Khoảng chừng suy tư chỉ chốc lát sau, Trương Tam Năm từ trong đám người đi ra, nếu không muốn đi hướng Hà gia, như vậy hắn hiện tại chỉ có thể liều một phát rồi. Lại nói Diệp Thần Phong thể hiện ra thành ý của mình rồi, hắn nói ra, Diệp Tông chủ, lão hủ nguyện ý gia nhập Diệp Tông, không biết gia nhân của ta có thể hay không đồng thời tiến vào Thiên Cực Thành. Thấy ở đây duy nhất một tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao nguyện ý gia nhập, Diệp Thần Phong tự nhiên là gật đầu, lão tiền bối, ta Diệp Tông hoan nghênh làm, người nhà của ngươi cũng có thể tiến vào Thiên Cực Thành. Khi lấy được Diệp Thần Phong khẳng định sau đó Trương Tam Năm tiếp tục nói. Diệp Tông chủ, lão hủ đại nạn sắp tới, ngươi nói chỉ muốn gia nhập Diệp Tông, là có thể thu được một viên chí tôn đan dược, ta hiện tại chỉ muốn kéo dài một cái tuổi thọ. Muốn kéo dài tuổi thọ. Đối với Diệp Thần Phong đến nói không cần quá đơn giản a hát. Hắn bên trong tiểu thế giới nhưng là có dị biến thọ linh quả. Một viên dị biến thọ linh quả có thể kéo dài 1000 năm tuổi thọ. Diệp Thần Phong nói, không thành vấn đề. Ta có thể giúp ngươi kéo dài 1000 năm tuổi thọ, ngươi để người nhà của ngươi tới nơi này đi.
Nghe được Diệp Thần Phong khẳng định trả lời sau đó, Trương Tam Năm lập tức dùng đưa tin ngọc bài thông báo cho mình con trai của hắn cũng là trên trời cực thành phụ cận, không bao lâu thời gian liền đi tới thiên cực thành cửa thành. Trương Tam Năm nhi tử tên là Trương Văn, nhìn qua là một cái hào hoa phong nhã đàn ông trung niên, nhưng tóc của hắn hơn một nửa đều trắng, đây là hắn không ngừng khắc khổ tu luyện gây nên, bất luận hắn làm sao khắc khổ, tu vi một mực như tốc độ con rùa bình thường đi tới, cho tới đã đến bây giờ hắn mới thần vương cảnh trung kỳ tu vi. Trương Văn bên người một người trung niên nữ nhân là thê tử của hắn, đi theo phía sau hắn một cái 10 tuổi tiểu hài chính là của hắn nhi tử Trương Nguyên rồi. Mà đúng lúc này, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba cái giám hài cũng từ thiên cực trong thành đi ra, tuổi tác của bọn họ muốn so Trương Nguyên nhỏ hơn nhiều rồi. Ba người bọn hắn bình thường một mực cực hạn thu lại khí thế, cho nên ở đây những người còn lại không có cảm giác đến này ba cái hài bất đồng, bọn hắn trong miệng hướng về phía Diệp Thần Phong hô, ba ba, ba ba, ba ba. Trương Nguyên chứng kiến thấy rành mạch chính mình muốn nhỏ hơn không ít Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh, hắn từ cha của mình sau lưng chạy ra, bình thường hắn một mực tại nỗ lực tu luyện, cực nhỏ cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Trải qua giới thiệu, Diệp Thần Phong cũng nhận thức Trương Văn đám người, hắn nhìn ra Trương Nguyên trong tròng mắt ước ao, hắn vỗ vỗ Diệp Phàm bọn hắn đầu nhỏ, đi làm quen vị kia ca ca, về sau hắn cũng sẽ ở tại thiên cực trong thành. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh tuy rằng làm không tình nguyện, nhưng bọn họ đối Diệp Thần Phong là nói gì nghe nấy, bọn hắn phồng lên miệng đi tới Trương Nguyên trước mặt. Trương Nguyên nhìn thấy so với mình nhỏ ba cái đệ đệ muội muội, hắn dù sao cũng chỉ là một cái hài tử, trong lòng tràn đầy tính tình trẻ con, ta gọi Trương Nguyên, các ngươi có thể gọi ta Trương Nguyên ca ca, ta có thể dạy các ngươi tu luyện, ta nhưng là rất lợi hại. Trương Nguyên khí thế trên người tại Diệp Phàm bọn hắn xem ra quả thực là nhược bạo rồi, khoảng cách hóa thần cảnh đều cực kỳ xa xôi đây. Diệp Phàm nói, ngươi không dạy được chúng ta. Diệp Phong vẻ người lớn mọc ngang nói, về sau trên trời cực thành, ngươi liền theo chúng ta trà trộn đi. Diệp Linh lắc lắc đầu, ngươi quá yếu. Này làm cho chỉ có 10 tuổi Trương Nguyên là trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên, Trương Văn biết bọn họ là muốn gia nhập Diệp Tông, hắn cũng không làm được để chính mình một nhi tử đã gây họa, tuy rằng hắn cũng cảm giác không ra Diệp Phàm khí thế của bọn họ, nhưng hắn biết lấy tư cách Diệp Tông Tông chủ tử nữ, có ngạo khí là cần phải. Để thúc thúc đến dạy các ngươi thế nào? Về sau thúc thúc cũng ở tại thiên cực trong thành, về sau chúng ta nhưng cũng là bằng hữu. Trương Văn cười ha hả nói. Ai biết Diệp Phàm vẫn là nói, ngươi cũng không dạy được chúng ta. Diệp Phong cùng Diệp Linh là đồng ý gật gật đầu. Một bên Diệp Thần Phong là một mặt cười khổ, này ba tên tiểu gia hỏa lại muốn trang bức. B nữa à? Tại Trương Văn trong lòng cũng có chút không thích, Trương Tam Năm sắc mặt cũng hơi khó coi thời điểm, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh không tiếp tục ẩn giấu khí thế. Tuy nói Trương Tam Năm là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, thế nhưng trước mặt này ba cái so với cháu mình còn nhỏ tiểu thí hài, trước hắn cái nào có tâm tư đi tra xét này ba cái giám hài tu vi. Chỉ là trong nháy mắt thần vương cảnh hậu kỳ thật khí thế từ Diệp Phàm trên người bọn hắn đột nhiên bạo hướng mà ra. Chỉ có thần vương cảnh trung kỳ Trương Văn trong nháy mắt trợn tròn mắt, ở đây tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trương Tam Năm sắc mặt khó coi không còn sót lại chút gì. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Này, này ba cái giám hài toàn bộ là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi. Sao lại có thể như thế a hát? Chương 2694, nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp xử lý. Nhìn thấy ở đây người gương mặt mộng, bức. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh tiểu khuôn mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, này làm cho Diệp Thần Phong là một trận bất đắc dĩ, này ba tên tiểu gia hỏa hoàn toàn bị Diệp Đông Kiện cho làm hư rồi. Ba người các ngươi tới đây cho ta, Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh ngoan ngoãn về tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong đối với ở đây cường giả, nói ra, thật không tiện, vừa vặn này ba tên tiểu gia hỏa hồ nháo. Nghe vậy, người ở chỗ này bắt đầu từ từ tỉnh táo lại, Trương Văn cảm giác mình trước đây toàn bộ sống đến trên thân chó đi rồi, quay đầu lại hắn liền ba cái giám hài cũng so không hơn, lấy hắn bây giờ tu vi, hắn thật sự không dạy được Diệp Phàm bọn hắn. Trương Nguyên nhưng là một mặt đờ đẫn nhìn xem Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh. Trên mặt hắn đỏ lên vẻ hoàn toàn biến mất rồi,
thay vào đó là sùng bái. Này ba cái so với tuổi của hắn còn nhỏ hơn người, dĩ nhiên tu vi so với cha của hắn mạnh hơn. Trương Tam Năm trong con người ánh mắt chính là không ngừng lập lòe, từ Diệp Thần Phong ba đứa hài tử thiên phú, là có thể suy đoán ra Diệp Thần Phong thiên phú. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh có thể đánh vỡ quy luật, tại như thế nhỏ tuổi liền có thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, đây tuyệt đối cùng Diệp Thần Phong không tránh khỏi có quan hệ. Đang nhìn đến Diệp Phàm ba người bọn hắn tu vi sau, Trương Tam Năm đối với gia nhập Diệp Tông là càng thêm xác định, hắn lập tức lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ, từ đây đối Diệp Tông trung thành nhất quán. Tại Trương Tam Năm lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ sau đó Trương Văn cùng thê tử của hắn, liền ngay cả Trương Nguyên cũng tự mô tự dạng lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ rồi. Có Trương Tam Năm một nhà đi đầu, lại nhìn thấy Diệp Phàm ba người bọn hắn tiểu thí hài tu vi. Còn có trước đó Diệp Thần Phong chỗ nói mình là thuốc khí đồng tu, ở đây không ít cường giả cũng bắt đầu dao động, bọn hắn cũng quyết định yếu đánh cược một lần. Kết quả là, lần lượt cường giả toàn bộ lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ, đương nhiên còn có một chút cường giả bọn hắn đặt xuống không được quyết tâm, cuối cùng rời khỏi Thiên Cực Thành cửa thành, Diệp Thần Phong cũng không hề ngăn cản bọn hắn. Tại muốn gia nhập Diệp Tông cường giả toàn bộ lấy võ đạo chi tâm phát thệ hoàn tất sau, Diệp Thần Phong mang theo bọn hắn tiến vào Thiên Cực Thành, sắp xếp bọn hắn trên trời cực thành ở xuống. Trong đó Diệp Thần Phong âm thầm cho Trương Tam Năm một viên dị biến thọ linh quả, đồng thời đối Trương Tam Năm nói rõ tác dụng. Trương Tam Năm cũng là người biết hàng, hắn đã từng cũng từ cổ tịch thượng từng thấy thọ linh quả giới thiệu. Trong lúc nhất thời, hắn đối Diệp Thần Phong là tràn đầy cảm ơn. An bài những người này toàn bộ ở lại sau đó Diệp Thần Phong về tới Diệp Tông phủ đệ, đem Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Biển đám người toàn bộ tập trung đến Diệp Tông phủ đệ bên trong đại sảnh. Tại Diệp Thần Phong rời đi trong đoạn thời gian này, Diệp Thần Phong bên người người thân, bọn hắn trên trời cực trong thành ở phi thường quen thuộc. Bởi vì ở nơi này tiếp xúc người cũng nhiều, bên cạnh hắn thân người nụ cười trên mặt là càng nhiều hơn rồi. Bọn hắn cũng biết bây giờ còn không giúp được Diệp Thần Phong gấp cái gì, bọn hắn chỉ cần không cho Diệp Thần Phong gây phiền toái là được rồi, cho nên bọn hắn chưa có tới trong đại sảnh tham gia trò vui. Liên quan với Hà Không Thắng kinh thiên âm mưu, Diệp Thần Phong sở dĩ không có công khai, đó là cho dù hắn công khai chỉ sợ cũng không có quá nhiều người sẽ tin tưởng hắn, dù sao chỉ có hắn có thể để cho mặt đất bên trong huyết hồng sắc hoa văn nổi lên. Giờ khắc này. Bên trong đại sảnh cũng có thể tin tưởng người, Diệp Thần Phong đem Hà Không Thắng âm mưu nói ra. Khi biết Hà Không Thắng lại có thêm hơn 2 tháng là có thể bước vào vĩnh sinh cảnh rồi, bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm mặc cực kỳ. Phải biết vĩnh sinh cảnh nhưng là cảnh giới trong truyền thuyết, một khi Hà Không Thắng bước vào vĩnh sinh cảnh, như vậy còn có ai hội là đối thủ của hắn. Hơn nữa Hà Không Thắng lại muốn lấy toàn bộ thần nguyên giới để đánh đổi. Dùng này đến trợ giúp hắn đột phá đến vĩnh sinh cảnh, chuyện này quả thật là táng tận thiên lương. Ân công, người bây giờ định làm như thế nào? Nam Sơn Lão Yêu hỏi. Còn lại ánh mắt của người cũng tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong nói ra, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta thật sự không nhiều lắm, chúng ta muốn làm đến chính là tận khả năng chiêu mộ cường giả, nhất định muốn tại Hà Không Thắng bước vào sống mãi trước đó. Cùng Hà gia cứng rắn liều một lần, chúng ta có cường giả nhân số khẳng định không sánh được Hà gia, cho nên chiêu mộ cường giả phải thêm mau vào được. Ngoài ra, muốn đối kháng Hà gia, đặc biệt là Hà Không Thắng, cho dù hắn không có bước vào vĩnh sinh cảnh, hắn nhưng là vô hạn tiếp cận sống mãi tồn tại, e sợ chiến lực của hắn phi thường đáng sợ, trong chúng ta không có ai sẽ là Hà Không Thắng đối thủ. Diệp Thần Phong nhanh nhíu chặt mày, đối với cái này một điểm hắn là phi thường khẳng định. Hắn bây giờ dù sao chỉ có thần đế cảnh trung kỳ tu vi, muốn lấy bây giờ trạng thái chiến thắng Hà Không Thắng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, hắn nhất định muốn tăng cao thực lực, hắn nhất định muốn nghĩ tất cả biện pháp bằng tốc độ nhanh nhất tăng cao thực lực. Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái. Thiên ưng đầu lâu một mực bị hắn đặt ở bên trong tiểu thế giới, trước đó hắn sở dĩ không có giết chết thiên ưng, đó là bởi vì thiên ưng nói tự mình biết không ít hỗn độn thời đại cường giả hâm mộ. Hiện tại muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, chỉ có đi đào móc hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ rồi. Nói không chắc tại những cường giả kia trong hầm mộ, có không ít cơ duyên tồn tại, nếu như có thể không ngừng thu được cơ duyên,
như vậy thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn để tu vi đạt được một cái nhanh chóng tăng trưởng. Lão già, hiện tại nên ngươi ra sân, ngươi đã nói biết hỗn độn thời đại không ít cường giả hâm mộ, ta mới để lại ngươi này mạng già, ngươi cũng không nên gạt ta. Diệp Thần Phong đối với Thiên Ưng đầu lâu nói ra. Chỉ còn dư lại một cái đầu lâu Thiên Ưng, hắn kinh sợ nói ra, chủ nhân, lão bộc không dám lừa gạt ngài, chỉ cần ngài muốn đi, ta hiện tại là có thể vì ngài dẫn đường. Diệp Thần Phong đem Thiên Cực Thành cụ thể phương vị nói cho Thiên Ưng, người biết cách nơi này gần nhất có những gì hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ sao? Thiên Ưng trầm mặc một hồi, chủ nhân, hỗn độn thời đại cho tới bây giờ, rất nhiều nơi địa mạo cũng đã cải biến, bất quá, căn cứ phương vị thôi toán, cách nơi này một ngày lộ trình, xác thực có một chỗ hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ. Ta nhớ được vị cường giả kia được gọi là hỗn độn yêu đế, hắn nguyên bản chính là một con yêu thú. Dựa vào chính mình tu luyện, cùng với thu được mạnh mẽ cơ duyên, hắn thành tựu yêu đế danh tiếng, tại có một đoạn thời kỳ bên trong, hắn có thể phong quang vô hạn. Có người nói hắn hầm mộ xa hoa cực kỳ, trong đó có không ít hắn cất giấu bảo vật, bất quá, hắn trong hầm mộ cũng nguy hiểm chồng chất. Tại hỗn độn thời đại, hắn cuối cùng trong nhiều phương cường giả liên thủ lại, hắn bị trọng thương, cuối cùng hắn trực tiếp tiến vào của mình trong hầm mộ, liền cũng không còn từ trong hầm mộ đi ra. Tại hỗn độn thời đại liền có người muốn tiến vào hỗn độn yêu đế hầm mộ, thế nhưng cuối cùng toàn bộ là vẫn lạc, liền ngay cả thần đế cảnh cường giả đỉnh cao cũng không ngoại lệ. Sau đó lâu dần, biết hỗn độn yêu đế hầm mộ người liền càng ngày càng ít, sau hỗn độn thời đại liền nghênh đón một hồi tính chất hủy diệt hạo kiếp. Chương 2695, không phải là bọn hắn thời đại. Hỗn độn yêu đế hầm mộ. Việc này không nên chậm trễ. Đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, thiếu hụt nhất chính là thời gian rồi, hắn nhất định muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến tăng lên chính mình tu vi, bằng không hắn có những gì sức lực cùng Hà Gia đối kháng. Tuy nói có hỗn độn bất diệt trận bảo vệ, nhưng Thiên Cực Thành là Diệp Tông đại bản doanh, hắn người trọng yếu nhất toàn bộ ở nơi này. Cho nên, Thiên Cực Thành nhất định muốn có thần đế cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn. Diệp Thần Phong quyết định để Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư bọn hắn đều lưu lại, một mình hắn đi hướng hỗn độn yêu đế hầm mộ tìm tòi hư thực. Hắn bây giờ dù nói thế nào cũng có thần đế cảnh trung kỳ tu vi, hắn có năng lực tự vệ nhất định, lại nói hỗn độn yêu đế trong hầm mộ nhất định là cơ quan chồng chất, người đi nhiều lắm cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tại Diệp Thần Phong luôn mãi khuyên bảo dưới, Lan Vân bọn người mới đồng ý ở lại Thiên Cực trong thành. Mới vừa vặn trở về Thiên Cực thành, Diệp Thần Phong liền lại lập tức rời khỏi. Trong tay hắn nhấc theo Thiên Ưng đầu lâu, một đường hướng về Thiên Cực thành mặt phía bắc đạp không mà đi. Thiên Ưng thành thành thật thật cho Diệp Thần Phong thôi toán hỗn độn yêu đế hầm mộ chỗ ở phương vị, tất càng lâu như vậy năm tháng trôi qua rồi, hắn chỉ có thể thôi toán suốt một cách đại khái phương vị, muốn biết chính xác vị trí, chả nhất định muốn trải qua một phen thôi diễn mới được. Mà ở Diệp Thần Phong nhấc theo Thiên Ưng đầu lâu đi hướng hỗn độn yêu đế hầm mộ lúc. Thượng giới lâm ra phía sau núi một đỉnh núi bên trên. Viễn cổ năm gia tộc lớn Ngô gia, Giang gia, Khổng gia, Lâm gia cùng Hà gia, bây giờ chỉ còn dư lại Khổng gia, Lâm gia cùng Hà gia rồi. Hà gia, Lâm gia cùng Khổng gia tại bây giờ thần nguyên giới đều có thể xưng tụng là bá chủ cấp gia tộc, đương nhiên này ba cái trong gia tộc, Hà gia danh tiếng cực thịnh. Đã là che lại Khổng gia cùng Lâm gia. Ở trên đỉnh núi kiến tạo một cái cổ kính đình, tại đình chu vi đào bới ra một cái cự đại cái ao, toàn bộ đình liền dựng đứng tại trong ao nước giữa. Trên mặt nước nổi lơ lửng một ít lá sen, cùng với một ít không biết tên chủng loại thủy sinh thực vật. Không khí chung quanh bên trong phiêu tán lượn lờ xương trắng, những xương trắng này toàn bộ là nồng nặc hóa không ra linh khí. Tại đình bên trong để một chương bàn đá cùng bốn tấm ghế đá. Một tên lão đầu và một người trung niên nam nhân ngồi đối diện nhau. Trước mặt bọn họ đều để đó một con chén trà, từ trong đó có nhiệt khí đang không ngừng bốc lên. Nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra lão đầu nhi này. Từng ở địa huyền giới tứ đại cấm địa một trong huyễn cảnh trong rừng rậm, hắn đã từng thấy lão đầu nhi này một đạo thần niệm phân thân. Lão đầu nhi này chính là Lâm Vấn Thiên rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên huynh đệ tốt, am hiểu nhất thôi toán chi thuật. Năm đó lão Bạch cùng lão Hắc đồng quy vu tận sau, Lâm Vấn Thiên vì thôi toán suốt bọn hắn tàn hồn tung tích,
hắn không tiếc bất cứ giá nào, lấy đến ở hình dạng của mình nhanh chóng giả nua, bằng không lấy tu vi của hắn, hắn bây giờ dáng dấp không thể như vậy, hơn nữa loại này thôi toán sau lưu lại giả nua là không thể nghịch chuyển. Dù sao loại này thôi toán chi thuật, ẩn chứa trong đó một ít nghịch thiên hàm nghĩa, cho nên mới phải trả giá nghiêm trọng như vậy một cái giá lớn. Lâm Vấn Thiên tu vi bây giờ tại thần đế cảnh đỉnh phong, đương nhiên hắn đã không phải là vậy thần đế cảnh cường giả đỉnh cao rồi, hắn có thể tính là bước ra thần đế cảnh đỉnh phong, chỉ là còn chưa có tới, hoặc là nói là tiếp cận sống mãi, hắn hôm nay là Lâm gia lão tổ. Ngồi ở Lâm Vấn Thiên đối diện đàn ông trung niên, hắn là cùng Lâm Vấn Thiên cùng một thời đại thiên tài, cũng là Lão Bạch cùng Lão Hắc cùng một thời đại thiên tài, tên của hắn gọi Khổng Nam Chí. Hắn đã từng là viễn cổ năm gia tộc lớn Khổng gia thiên tài, tu vi bây giờ cùng Lâm Vấn Thiên tại sàn sàn với nhau, đồng dạng hắn cũng là Khổng gia lão tổ. Trước đó Diệp Thần Phong trên trời cực thành ngoài cửa thành công khai đối Hà gia tuyên chiến sự tình, vẫn không có ở thượng giới bên trong truyền ra tới. Bất quá, Hà gia ngũ ảnh chết, ngược lại là tại toàn bộ thượng giới từ từ lên men lái tới. Lấy tư cách bá chủ cấp gia tộc một trong Lâm gia cùng Khổng gia, gia tộc của bọn họ bên trong mạng lưới tin tức tự nhiên là cực kỳ linh thông rồi. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đều đã biết Hà gia ngũ ảnh mất mạng sự tình rồi, đồng thời đều biết Hà gia ngũ ảnh chết đi cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Khổng Nam Chí, ngươi lẽ nào đời này liền cam tâm tại Hà không thắng dưới rồi? Chớ quên ngươi và Hà không thắng ở giữa ân oán, hiện tại tính khí của ngươi đều đi nơi nào? Ngươi hay là ta biết cái kia Khổng Nam Chí sao? Lâm Vấn Thiên bén nhọn con mắt nhìn chằm chằm Khổng Nam Chí. Khổng Nam Chí trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Vấn Thiên, ta biết ngươi và Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên quan hệ trong đó vô cùng tốt, nhưng tung khiến hai người bọn họ còn sống, bọn hắn vẫn có thể nghịch chuyển bây giờ thượng giới thế cuộc sao? Hiện tại đã không phải hai người bọn họ cái thời đại, bọn hắn thời đại sớm đã qua. Lâm Vấn Thiên tự giễu cười một tiếng, Khổng Nam Chí. Đã từng Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đều đem ngươi cho rằng huynh đệ đối xử, không nên quên, bọn hắn chả đã cứu tính mạng của ngươi, hiện tại bọn hắn hai cái đổ đệ đi tới thượng giới rồi, lẽ nào ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Khổng Nam Chí khẽ nhíu mày, có thể làm cho Hà gia ngũ ảnh mất mạng, xem ra liền tính đổ đệ của bọn hắn thực lực mình không ăn thua, bên cạnh hắn nhất định là có cường giả tồn tại, đồn đãi đổ đệ của bọn hắn cũng có thần đế cảnh tu vi. Ngươi một đạo thần niệm phân thân trước đó không từng thấy bọn hắn cùng đồ đệ của bọn hắn sao? Lúc ấy đồ đệ của bọn hắn tại tu vi gì? Từ lúc ấy đến bây giờ mới qua thời gian bao lâu? Một năm hay là hai năm? Lâm Vấn Thiên nhớ rõ lúc ấy Diệp Thần Phong mới chỉ có niết bàn, cảnh tu vi, hơn nữa mới bước vào không bao lâu đây. Dựa vào thời gian ngắn như vậy là có thể xung kích đến thần đế cảnh. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, thậm chí là chuyện không thể nào. Từ niết, bàn, cảnh đến thần đế cảnh trong lúc đó còn có bao nhiêu cái đại tầng thứ đâu này? Lâm Vấn Thiên thở dài, nói ra, hắn lúc ấy tại niết. Bàn, cảnh. Khổng Nam Chí lắc đầu nói, đồn đãi không thể quá mức tin tưởng, ngươi cho là hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới thần đế cảnh sao? Tất cả những thứ này đều là giả dối không có thật. Rất có thể đều cũng có người cố ý phân tán đi ra ngoài. Liền coi như chúng ta ra tay giúp đỡ tiểu tử kia, lẽ nào là có thể chiến thắng Hà gia sao? Lâm Vấn Thiên, ngươi không nên ở chỗ này ý nghĩ kỳ lạ rồi, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cho dù trở về thượng giới đến, bọn hắn cũng chỉ biết được Hà không thắng đạp ở dưới bàn chân. Lẽ nào ta không có coi bọn họ là làm huynh đệ đối xử sao? Lẽ nào ta thật sự cam tâm tại Hà không thắng bên dưới sao? Chỉ là Hà không thắng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, mạnh vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng của ta, e sợ lấy chúng ta bây giờ sức chiến đấu, chúng ta trong tay Hà không thắng kiên trì không được 5 chiêu. Thế giới này là thuộc về cường giả, chúng ta ngoại trừ nhận mệnh vẫn có thể thế nào? Phong Nhàn cùng Vận Thiên thời đại thật đi qua rồi, bọn hắn đã từng là như vậy sặc sỡ lóa mắt, có ai có thể truy cản kịp bọn hắn? Nhưng bọn họ lại cũng không trở về được đã từng rồi, bây giờ là thuộc về Hà không thắng thời đại. Chương 2696, gặp mặt. Diệp Thần Phong nhưng cũng không biết Lâm gia lão tổ cùng Khổng gia lão tổ đàm luận đã đến hắn. Một ngày qua đi. Trên trời ưng chỉ đường dưới, Diệp Thần Phong đi tới một cái chảy xiết dòng sông trước.
Dòng sông chu vi mọc đầy các loại cỏ dại, phụ cận có thể nói là hoang tàn vắng vẻ. Con sông này bên trong nước sông hiện ra màu xanh lục, ở thượng giới được gọi là ma quỷ chi hồ, chỉ vì này màu xanh lá trong hồ nước chứa đựng cực kỳ kịch liệt độc tố. Được Diệp Thần Phong mang theo Thiên Ưng, hắn nói ra, chủ nhân, đi theo này hồ nước xuôi dòng mà đi. Này hồ nước cực kỳ trưởng mà lại rộng, thậm chí là trông không đến phần cuối, khi nghe đến Thiên Ưng lời nói sau, Diệp Thần Phong một đường xuôi dòng mà đi, tại ước chừng đạp không mà được rồi sau 2 giờ, hắn nhìn thấy xuất hiện trước mặt một tòa núi cao, tại dưới núi cao nửa đoạn có một chỗ to lớn lỗ hổng, màu xanh lá nước hồ thông qua lỗ hổng chảy về phía một bên khác, cái này lỗ hổng như cùng là một con mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Chủ nhân, tiến vào lỗ hổng bên trong. Yêu đế hầm mộ liền ở lỗ hổng dưới đáy nước hồ nơi sâu xa nhất. Thiên Ưng giải thích, Diệp Thần Phong cũng không dám chút nào thả lỏng cảnh giác, hắn thận trọng tiến vào lỗ hổng bên trong khẩu, hắn cẩn thận cảm ứng một thoáng bốn phía, cũng không có cảm giác xuất có những gì chỗ đặc thù. Trong cơ thể hắn thần huyết là bách độc bất xâm, hắn trước tiên đưa tay thăm dò một cái nước hồ bên trong độc tố, tại cảm giác được trong cơ thể thần huyết hoàn toàn có thể hóa giải sau đó thân thể của hắn mới tiến vào màu xanh lá trong hồ nước. Một đường nhanh chóng hướng về dưới đáy bơi đi, liên tục xông vào độc tố trong cơ thể của hắn, cực kỳ nhanh được trong thân thể hắn thần huyết hóa giải. Ma quỷ này chi hồ vô cùng sâu, hơn nữa trong đó tràn ngập nhất cổ lực cản, trọn vẹn bỏ ra hơn 3 giờ, Diệp Thần Phong mới đã tới hồ nước nơi sâu xa nhất. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ tu vi, hồ nước dưới đáy là vừa xem hiểu ngay, mới đầu hắn cũng không hề phát hiện chỗ này hồ nước dưới đáy có chỗ đặc thù gì. Khi hắn nhíu mày thời điểm, chỉ thấy Thiên Ưng nói ra, chủ nhân, ngươi thấy bốn phía từng khối to nhỏ không đều hòn đá sao? Này cất giấu trong đó một cái trận pháp, muốn để yêu đế hầm mộ hiển hiện ra, hẳn là yếu phá giải ra trận pháp này mới được rồi. Được Thiên Ưng như vậy vừa nhắc nhở. Diệp Thần Phong đem sự chú ý tập trung vào chu vi lớn lớn nhỏ nhỏ trên tảng đá rồi, cái này một khối khối tảng đá toàn bộ là tùy ý vứt, căn bản không nhìn ra có bất kỳ trận pháp vết tích. Bất quá, Diệp Thần Phong cẩn thận cảm ứng sau đó hắn lúc ẩn lúc hiện từ trong đó cảm thấy từng tia một năng lượng chấn động tồn tại, xem ra chính như Thiên Ưng từng nói, nơi này từng khối nhìn như bất quy tắc tảng đá, còn thật sự hợp thành một loại quỷ dị trận pháp. Đang xác định là trận pháp sau đó Diệp Thần Phong toàn tâm toàn ý đầu nhập vào phá giải trong trận pháp. Mà lúc này, Lâm ra phía sau núi trên đỉnh núi trong đình. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí ở nơi này là ngồi một ngày, tại trên bàn đá nhiều hơn một bộ bàn cờ, bọn họ là tại đánh cờ. Lão Tổ, có tin tức mới truyền đến. Chỉ thấy một đôi tuổi tác xấp xỉ nam nữ xuất hiện tại trên đỉnh núi. Nam trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng dấp lớn lên khá là tuấn lãng, nữ trên người mặc màu xanh lam sợi tơ quần áo, tướng mạo cực kỳ thanh thuần thanh tú, hai người bọn họ chính là trong Lâm gia thiên tài, đồng dạng cũng là Lâm Vấn Thiên dòng chính vãn bối. Nam tên là Lâm An Hạo, tu vi tại thần tôn cảnh đỉnh phong mới vào đỉnh phong, nữ tên là Lâm Vũ Nhu, tu vi tại thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong. Lâm Vũ Nhu tu vi ngược lại là cùng trước đó Hà gia đại thiếu gia Hà Nguyên Thiên tu vi tương đồng. Lâm Vấn Thiên bình thản nói ra, các ngươi đến đây đi. Nghe vậy, Lâm An Hạo cùng Lâm Vũ Nhu mới đạp không đi tới đỉnh bên trong. Trải qua một ngày, Diệp Thần Phong đối Hà gia tuyên chiến sự tình, đã bị Lâm gia mạng lưới tin tức đã được biết đến. Căn cứ Lâm gia biết được tin tức, Diệp Thần Phong không những đối Hà gia tuyên chiến rồi. Hơn nữa hắn tự xưng vẫn là thuốc khí đồng tu, đồng thời đều đã tới chí tôn cấp bậc, trọng yếu hơn là Diệp Thần Phong ba cái nhi nữ tu vi toàn bộ tại thần vương cảnh hậu kỳ. Lâm An Hạo tuần tự đem Lâm ra mạng lưới tin tức được biết tin tức toàn bộ nói ra. Này làm cho Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí từng người đều rơi vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vấn Thiên nói ra, song chí tôn. Này thật sự khả năng sao? Còn có các ngươi nói tiểu tử kia có ba cái nhi nữ. Hơn nữa bọn hắn đều đã tới thần vương cảnh hậu kỳ. Hắn ba cái nữ nhi mấy tuổi? Lâm An Hạo sắc mặt cổ quái nói ra, căn cứ tin tức truyền đến, hắn ba cái nhi nữ không sẽ vượt qua 5 tuổi. Không cao hơn 5 tuổi thần vương cảnh hậu kỳ cường giả. Khổng Nam Chí lắc lắc đầu, Lâm Vấn Thiên, những tin tức này khẳng định đều là giả dối, ta xem là tiểu tử kia là đang hư trương thanh thế.
hắn chiêu thức ấy đúng là có thể tạm thời kinh sợ suốt một số người, hắn chế tạo tin tức giả bản lĩnh, thật là không bình thường. Lâm Vũ nhu nhíu nhíu trông rất đẹp mắt mũi, nói ra, lão tổ, ta cũng cho rằng tất cả những thứ này đều là giả dối, trước tiên không nói tên kia phải hay không xong tôn sự tình, trên thế giới này làm sao có thể sẽ có không cao hơn 5 tuổi thần vương cảnh hậu kỳ cường giả đâu này. Lâm Vấn Thiên thở dài, thật thật giả giả chân thực, chỉ có gặp được mới có thể kết luận, hai người các ngươi đi một chuyến thiên cực thành đi. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo tuy nói có chút không tình nguyện, nhưng bọn họ đối với mình lão tổ lời nói hay là không dám cãi lời, bọn hắn lập tức rời khỏi đình, hướng về dưới đỉnh núi đạp không mà đi rồi. Tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo sau khi rời đi, Lâm Vấn Thiên tiếp tục nói, Khổng Nam Chí, muội muội ngươi Khổng Nhược Lan năm đó thiên phú so với ngươi còn muốn xuất chúng, nàng là phong nhàn cùng vận thiên yêu nữ nhân, cuối cùng lại bị Hà Không Thắng tên khốn kia cưới đến rồi. Nếu như muội muội ngươi qua hạnh phúc vậy thì thôi, người hiện tại lại như một cái hoạt tử nhân, ngoại trừ còn có hô hấp, nàng và một kẻ đã chết khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi thật sự chả hạ không được quyết tâm sao? Ngươi năm đó là thương yêu nhất Nhược Lan, ngươi là vì Hà Không Thắng mới sẽ rơi vào kết cục này, ngươi thật sự có thể thờ ơ không động lòng sao? Ta biết ngươi một mực thanh phẫn nộ ẩn giấu ở trong lòng. Bây giờ Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cũng phải quay về rồi, chúng ta đã từng bạn cũ đều phải đoàn tụ rồi, không bằng để cho chúng ta đồng thời liên thủ lật ngược toàn bộ Hà gia. Ta Lâm Vấn Thiên nhẫn lâu như vậy, đợi lâu như vậy, chính là ở chờ Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên trở về. Hà Không Thắng loại lũ tiểu nhân này, hắn bằng cái gì có thể trở thành thần nguyên giới bá chủ, hắn căn bản không xứng. Lâm Vấn Thiên bấm ngón tay tính toán một chút, lão bằng hữu của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đã đến, nếu như chả hạ không được quyết tâm, như vậy ngươi tự mình nói với bọn họ đi. Chỉ thấy Khổng Nam Chí hơi thay đổi sắc mặt, người đã sớm tính ra Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên hội vào hôm nay xuất hiện. Cho nên ngươi một mực kéo ta, không cho ta rời đi nơi này. Lâm Vấn Thiên cười một tiếng nói, làm sao có thể nói là ta kéo ngươi thì sao? Lẽ nào ngươi không muốn gặp đã từng huynh đệ sao? Tại Lâm Vấn Thiên dứt tiếng thời khắc, một trắng một đen hai bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại trên đỉnh núi. Chương 2697, duy nhất kiêu ngạo. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Này một trắng một đen thân ảnh liền đạp không tiến vào trong đình, sau đó bọn hắn tại trên ghế đá ngồi xuống. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta còn rõ ràng nhớ rõ năm đó chúng ta đồng thời xông các loại bí cảnh cùng hiểm địa tình hình, xuất hiện tại các ngươi đều là mỗi cái gia tộc bên trong lão tổ đi nha. Bóng trắng người cảm thán nói. Bóng đen người cũng nói. Năm đó các ngươi chỉ có sau lưng chúng ta truy đuổi phần, bây giờ chúng ta lại chỉ có sau lưng các ngươi truy đuổi phần rồi, thực sự là thế sự khó liệu a hát. Này một trắng một đen hai bóng người rõ ràng là lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên. Từ lần trước cùng Diệp Thần Phong ở chính giữa giới gặp nhau sau đó lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên là càng thêm nỗ lực tu luyện, nếu quả như thật nhanh như vậy đã bị đồ đệ của mình đã vượt qua, này thật là đủ mất mặt rồi. Ở chính giữa giới bên trong lưu lạc lão Bạch cùng lão Hắc, bọn hắn tiến vào không ít cửu tử nhất sinh hiểm địa bên trong, bọn hắn chỉ muốn tăng cao tu vi, bọn hắn chỉ muốn sớm ngày đem Hà Không Thắng đạp ở dưới bàn chân. Lão Bạch cùng lão Hắc nguyên bản chính là thiên phú xuất chúng người, lại tăng thêm bọn hắn tự thân cơ duyên cũng cực kỳ không sai, còn thật sự bị bọn hắn gặp thích hợp cơ duyên của mình, để cho bọn họ dồn dập khóa nhập thần đế cảnh hậu kỳ. Tại bước vào thần đế cảnh hậu kỳ sau đó lão Bạch cùng lão Hắc liền lập tức lui tới thượng giới rồi. Muốn ở thượng giới bên trong thăm dò đến Lâm gia vị trí, này tự nhiên là phi thường dễ dàng rồi, dù sao Lâm gia nhưng là bây giờ thượng giới bá chủ cấp gia tộc một trong. Lấy lão Bạch cùng lão Hắc bản lĩnh, tuy nói bọn hắn chỉ có thần đế cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng bọn họ vẫn có biện pháp thần không biết quỷ không hay tiến vào Lâm gia, tới nơi này Lâm gia sau trên núi. Các loại hai người các ngươi đã lâu rồi, các ngươi rốt cục xuất hiện a hát. Hôm nay nhất định phải muốn hảo hảo uống mấy chén mới được. Lâm Vấn Thiên cánh tay vung lên, tại trước mặt trên bàn đá lập tức xuất hiện một cái cự đại vò rượu cùng 4 con chén rượu, hắn đem 4 con chén rượu bên trong toàn bộ đổ đầy rượu. Không có quá nhiều hàn huyên cùng kích động, Lâm Vấn Thiên một mực vững tin lão Bạch cùng lão Hắc hội một lần nữa trở về,
cho nên hắn một mực tại chờ đợi một ngày như thế, hết thảy đều có vẻ là như vậy tự nhiên. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đem chén rượu nâng lên, hắn nhìn hướng Khổng Nam Chí, nói, Nam Chí, làm sao? Đối với chúng ta mới lạ. Lão Hắc Giang Vận Thiên hùng hùng hổ hổ nói ra, Nam Chí, thất thần làm gì? Uống trước chén rượu này lại nói. Lão Hắc trước tiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Lão Bạch cùng Lâm Vấn Thiên là theo sát phía sau. Khổng Nam Chí lúc này mới đem ly rượu trước mặt nâng lên, uống một ngụm hết sạch sau đó hắn mở miệng, hai người các ngươi rốt cục trở về rồi a hát. Khổng Nam Chí trước đó tuy nói vẫn cho rằng Hà Không Thắng nhất định là sau này bá chủ rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên sau đó hắn vẫn là biểu lộ ra đã từng tình nghĩa huynh đệ. Thấy Khổng Nam Chí cũng không nói gì mất hứng lời nói, Lâm Vấn Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêng về một phía rượu, một bên tiếp tục nói, đến, chúng ta tiếp tục uống. Hai người các ngươi đồ đệ, khoảng thời gian này ở thượng giới nhưng là làm cho dư luận xôn xao, liên quan với hắn các loại lời đồn đều có, tiểu tử kia phải hay không đã tới song chí tôn. Lâm Vấn Thiên tuy nói hội thôi toán chi thuật, nhưng hắn thôi toán chi thuật không thể lung tung thi triển. Lúc trước vì thôi toán xuất Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn tung tích, hắn đã là rơi xuống không nhẹ di chứng về sau. Khổng Nam Chí cũng hỏi, giao truyền đồ đệ của các ngươi vẫn là thần đế cảnh cường giả. Hắn hiện tại cụ thể bao nhiêu tuổi? Lão Bạch cùng Lão Hắc vừa mới đi tới thượng giới, bọn hắn trực tiếp chạy tới nơi này, cho nên vẫn chưa nghe nói Diệp Thần Phong sự tình. Bất quá, bọn hắn rõ ràng chính mình một đồ đệ phong cách làm việc. Chỉ cần là hắn xuất hiện địa phương, nhất định là không được an bình, hai người bọn họ đã là tập mãi thành quen rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tại uống một hớp rượu trong chén sau, dựng lên ba ngón tay đầu. Khổng Nam Chí lập tức nói ra, đồ đệ của các ngươi chỉ có 300 tuổi đâu này. Một cái 300 tuổi thần đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là thuốc khí đồng tu, trọng yếu nhất là chả đã tới song chí tôn. Đây không phải nói mỏ vô nghĩa ma. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lắc lắc đầu, chúng ta cái kia đồ nhi gần như 30 tuổi đi. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đầy 31 rồi. Lão Bạch lời này vừa nói ra. Khổng Nam Chí suýt chút nữa đem trong miệng rượu cho phun đi ra, hắn hai con suýt nữa thì trợn lác cả mắt, này đùa gì thế? Nếu như nói Lão Bạch cùng Lão Hắc đồ đệ chỉ có 30 tuổi, như vậy Khổng Nam Chí có thể 100% khẳng định, những kia bây giờ đồn đãi liền thật sự toàn bộ là giả. Một cái 30 tuổi song chí tôn. Một cái 30 tuổi thần đế cảnh cường giả. Này nằm mơ cũng không có khuếch đại như vậy chứ. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lâm Vấn Thiên cũng gật gật đầu, nói ra, xem ra những kia tin đồn đúng là giả. Lúc trước của ta một đạo thần niệm phân thân cùng các ngươi gặp gỡ thời điểm, tiểu tử kia mới niết. Bàn, cảnh tu vi, hai người các ngươi cũng đừng có lại đánh bí hiểm rồi. Các người đồ đệ kia tại tu vi gì hiện tại? Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, được rồi, không đề cập tới tiểu tử kia, lần sau chờ các ngươi ngay mặt thấy được hắn, không phải liền vừa xem hiểu ngay ma. Hôm nay chúng ta chỉ là ôn chuyện. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí cho rằng Lão Bạch cùng Lão Hắc không hảo ý nói, hẳn là Diệp Thần Phong tu vi sẽ không cao đi nơi nào, khẳng định còn tại địa thần cảnh bên dưới, hai người bọn họ ngược lại cũng không truy hỏi nữa rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc liếc nhau một cái, trong lòng có nhiều ý vị cười. Lão Bạch cho Lão Hắc đơn độc truyền âm, người nói khi bọn họ biết tất cả những thứ này đều là thật sau sẽ là cái gì phản ứng. Lão Hắc hồi đáp, nhất định sẽ rất đặc sắc, hai chúng ta đời này không có gì có thể kiêu ngạo, được người mưu hại chỉ còn dư lại tàn hồn, nhưng tiểu tử kia phải là chúng ta duy nhất kiêu ngạo. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí không biết Lão Bạch cùng Lão Hắc đang lợi dụng truyền âm trò chuyện. Khổng Nam Chí nói ra, lần này trở về, hai người các ngươi có tính toán gì hay không? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trong con ngươi thần sắc cứng lại, cái này còn phải nói sao? Năm đó nếu không phải là bị Hà Không Thắng tính kế, hai chúng ta về phần rơi vào kết quả như thế sao? Bằng không hiện tại hai chúng ta khẳng định đều phải tiếp cận sống mãi rồi, thậm chí là đến sống mãi cũng không phải không thể có thể. Lão Hắc Giang Vân Thiên trên mặt tràn ngập phẫn nộ, giết Hà Không Thắng. Hủy diệt toàn bộ Hà gia, chính là cái này lần chúng ta trở về mục đích. Lâm Vấn Thiên trực tiếp nói, dù sao ta ủng hộ ngươi nhóm, toàn bộ Lâm gia đều ủng hộ các ngươi.
Lão Bạch cùng Lão Hắc ánh mắt như ngừng lại Khổng Nam Chí trên người. Khổng Nam Chí trong con ngươi đang chậm chậm bốc cháy lên lửa giận, từ từ hắn cả khuôn mặt thượng cũng đều tràn ngập đầy lửa giận, đối Hà Không Thắng phẫn nộ, ta một mực ẩn nhẫn, ta biết đời này khả năng đều không thể vì muội muội ta báo thù, nhưng các ngươi đã hai cái thật sự trở về rồi, như vậy ta liền bồi các ngươi điên một lần đi. Nhưng là Lão Bạch cùng Lão Hắc lông mày bỗng nhiên nhanh nhíu lại, hai người bọn họ không hẹn mà cùng hỏi, ngươi nói cái gì? Nhược Lan làm sao vậy? Chương 2698, Yêu Đế hầm mộ mở ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên trước đó chỉ là từ Ngô gia đương nhiệm Lão Tổ trong miệng biết được, tại bọn hắn năm đó đồng quy vu tận sau, Hà Không Thắng lấy Khổng Nhược Lan, mà sau Ngô gia cùng Giang gia toàn bộ được đuổi ra ngoài rồi, Ngô gia đương nhiệm Lão Tổ tự nhiên là không biết chuyện sau đó rồi. Thấy Lão Bạch cùng Lão Hắc trao mày lên, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí sắc mặt cũng có vẻ có chút khó coi. Đang do dự chỉ chốc lát sau, Lâm Vấn Thiên mới đưa liên quan với Khổng Nhược Lan sự tình chậm rãi nói ra. Năm đó Khổng Nhược Lan sở dĩ hội gả cho Hà Không Thắng hoàn toàn là tình thế bức bách, người căn bản là không một chút nào yêu thích Hà Không Thắng. Nhưng khi đó chói mắt nhất Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồng quy vu tận, mà Hà Không Thắng lại dùng một loại không người có thể làm tư thái quật khởi, thay thế Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên địa vị, thúc đẩy Hà gia nhanh chóng phát triển lên, có thể nói khi đó bất luận người nào cũng không ngăn được Hà gia phát triển khuynh hướng. Hà Không Thắng lúc đó hướng về Khổng gia cầu thân, mà Khổng Nhược Lan tại Khổng gia bên trong cũng là thiên chi kiêu nữ, tu luyện của nàng thiên phú thậm chí là đã vượt qua Khổng Nam Chí. Nhưng khi đó Hà Không Thắng cho Khổng gia không cách nào cự tuyệt hậu lễ, cuối cùng tại Khổng gia hết thảy trưởng bối khuyên bảo dưới, lại tăng thêm Lão Bạch cùng Lão Hắc chết đi cho nàng mang đến nghiêm trọng đả kích, lúc trước nàng và Lão Bạch, Lão Hắc cũng là cực kỳ tốt bằng hữu, cho nên ở các loại nguyên nhân dưới, người cuối cùng lựa chọn gả cho Hà Không Thắng. Có thể nói Hà Không Thắng cùng Khổng Nhược Lan năm đó cái kia chàng tiệc cưới là cực kỳ thịnh đại. Tại tiệc cưới sau khi kết thúc, Hà Không Thắng tại Khổng Nhược Lan trước mặt biểu hiện cực kỳ chính nhân quân tử. Mà Khổng Nhược Lan vừa mới bắt đầu cũng không có để Hà Không Thắng chạm thân thể của nàng, người nói mình cần thời gian tới đón được tất cả những thứ này. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đang đợi mười mấy năm sau, Hà Không Thắng cũng không còn cách nào đã chịu, hắn cũng không cách nào lại giả vờ giả vịt đi xuống. Hắn cho Khổng Nhược Lan rơi xuống một loại cực kỳ mãnh liệt dược vật, làm cho Khổng Nhược Lan toàn thân vô lực, nhưng ý thức là tồn tại. Hắn mạnh mẽ để Khổng Nhược Lan đã trở thành nữ nhân của hắn, có thể tưởng tượng được chuyện này đối với Khổng Nhược Lan là một loại cỡ nào đau đớn thê thảm đả kích. Cái kia hôm sau, Khổng Nhược Lan mang bầu Hà Không Thắng hài tử, tại sinh ra hài tử sau đó người lựa chọn tự đoạn gân mạch, muốn từ đó rời đi thế giới này. Tại tối ngàn cân treo sợi tóc, Hà Không Thắng ổn định Khổng Nhược Lan tâm mạch, làm cho tâm mạch của nàng có thể vững chắc lại. Đọc truyện với. Nhưng mà, tại ổn định lại Khổng Nhược Lan tâm mạch sau đó Hà Không Thắng mới phát hiện, Khổng Nhược Lan không chỉ có tự đoạn tâm mạch, chả phục dụng nhiều loại không biết tên kịch độc. Lúc đó ở dưới loại tình huống này, Khổng Nhược Lan tính mạng là không còn cách xoay chuyển đất trời rồi, kịch liệt độc tố hầu như thẩm thấu tiến vào người mỗi một tế bào bên trong, coi như là giải độc chí tôn đan dược cũng mặc kệ dùng. Cuối cùng Hà Không Thắng lợi dụng thủ đoạn đặc thù, tạm thời ổn định lại Khổng Nhược Lan sinh cơ, để Khổng Nhược Lan ngủ ở vạn năm tử huyền hàn băng bên trên. Này vạn năm tử huyền hàn băng có thể khóa lại người sinh cơ, lại tăng thêm Hà gia bên trong các loại giải độc tư nguyên giúp đỡ. Khổng Nhược Lan sinh cơ tại lâu năm như thế bên trong một mực không có đoạn đi, chỉ là người cũng một mực không có tỉnh lại, một mực ngủ ở vạn năm tử huyền hàn băng thượng, như cùng sống người chết bình thường. Khi biết Khổng Nhược Lan kết cục sau, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên thủ trưởng đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, bọn hắn năm đó một mực yêu Khổng Nhược Lan, một mực tại theo đuổi Khổng Nhược Lan, lửa giận trong lòng phảng phất núi lửa bình thường bạo phát, khí thế trên người cực hạn dâng lên. Mà lúc này, thân ở ma quỷ chi hồ nơi sâu xa nhất Diệp Thần Phong. Hắn đang không ngừng phá giải từ từng khối to nhỏ không đều tảng đá tạo thành trận pháp, tại mới bắt đầu phá giải cực kỳ chậm chậm, theo thời gian trôi đi. Hắn phá giải tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, lại thêm nhanh. Thiên ưng đầu lâu lẳng lặng trôi nổi ở Diệp Thần Phong bên người, hắn con mắt không nháy một cái nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong.
Nói thật, đối với Diệp Thần Phong trận pháp trình độ, Thiên Ưng trong lòng cũng là bội phục không thôi, dưới cái nhìn của hắn nơi này trận pháp mức độ phức tạp hoàn toàn không phải bình thường trận pháp tông sư có thể phá giải ra được rồi. Nhưng tại Diệp Thần Phong phá giải dưới, này nguyên bản phức tạp trận pháp đang trở nên càng ngày càng đơn giản. Bỗng nhiên trong lúc đó, đáy hồ mãnh liệt rung động chuyển động, một tầng sóng năng lượng ở trong đó khuếch tán ra, làm cho bốn phía nước hồ tạo thành từng cái lớn vô cùng vòng xoáy. Từ từ, từ từ, từ đáy hồ trên mặt đất toát ra lớn vô cùng cửa động đến, một bó ánh sáng màu đen từ cửa động bên trên phóng lên trời. Chỉ là trong nháy mắt, luồng hào quang màu đen này liền phá tan mặt hồ, hướng về trên bầu trời mãnh liệt xông đi. Luồng hào quang màu đen này cực kỳ đặc thù, có thể nói trong giây lát này, cả giới cường giả hầu như cũng có thể cảm giác được này bôi phóng lên trời ánh sáng màu đen. Nằm ở đáy hồ Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy cảnh tượng này sau đó lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu lại, hắn biết nơi này e sợ chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn không ít cường giả tới trước. Hắn nhất định muốn trước một bước tiến vào hỗn độn yêu đế hầm mộ bên trong đi, không thể để cho chỗ tốt khiến người khác nhanh chân đến trước rồi. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn trước mặt cái này đen như mực cửa động, cái động này khẩu phải là hỗn độn yêu đế hầm mộ lối vào rồi. Răng rác, răng rác, răng rác, ầm. Chỉ thấy tại đen nhánh cửa động khổng lồ bốc lên không bao lâu sau đó cửa động bên cạnh bùn đất cũng nứt toác mà lại tùng chuyển động, từ trong đó toát ra một khối hình chữ nhật bia đá. Tại trên tấm bia đá thình lình viết bốn cái màu máu đỏ đại tự, kẻ xâm nhập chết. Này bốn cái màu máu đỏ đại tự nhìn qua âm u cực kỳ, hẳn là dùng để cảnh cáo những đạo mộ giả đó. Bất quá, hiện tại Diệp Thần Phong nơi nào chả quản được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, nếu để cho đỏ như màu máu hoa văn che kín toàn bộ thần nguyên giới, hắn đồng dạng cũng là tại đỏ như màu máu hoa văn phạm vi bao trùm bên trong. Như vậy hắn có thể hay không cũng trở thành một vũng máu. Đến lúc đó chớ nói chi là muốn đối phó Hà Không Thắng rồi. Hầu như không có do dự chút nào, Diệp Thần Phong liền bước chân vào đen như mực cửa động bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, bốn phía nước hồ căn bản rót không vào trong miệng hang, thật giống có linh tính vậy tránh được cửa động, cho nên trong động khẩu hiện ra đến mức dị thường khô ráo. Khi tiến vào cửa động bên trong sau, Diệp Thần Phong nghe thấy được một loại mục nát mùi vị, thứ mùi này cực kỳ khó nghe, khi hắn từng bước một hướng phía trước đi lúc đi. Đột nhiên trong lúc đó, bốn phía trên vách đá nổi lên từng đợt ánh sáng âm u, Diệp Thần Phong nhìn thấy mình ở một chỗ trong thông đạo. Chỗ này thông đạo vô cùng ngắn, ở mặt trước cách đó không xa liền có một cái đóng kín cửa nhà đá. Tại đi tới nhà đá trước cửa sau, Diệp Thần Phong đẩy ra cửa đá, thận trọng đi vào trong đó. Chỉ thấy chỗ thạch thất này bên trong không có vật gì, chỉ là nhà đá bốn phía trên vách tường khắc họa một con mắt mở con ngươi. Này một con mắt mở con ngươi che kín nhà đá bốn phía vách tường, hơn nữa mỗi một con mắt đều là trông rất sống động, phảng phất là thật sự như thế. Diệp Thần Phong bỗng nhiên có một loại ảo giác, hắn cảm giác được liền ở trước một giây đồng hồ, trên vách đá những này con mắt thật giống toàn bộ nháy một cái. Chương 2699, Hữu Kinh Vô Hiểm. Tình cảnh này có vẻ cực kỳ quỷ dị, đến cùng phải hay không ảo giác? Vẫn là nhìn đến là chân thật cảnh tượng. Trôi nổi tại Diệp Thần Phong bên cạnh Thiên Ưng, thần sắc của hắn cũng có vẻ có chút nghiêm nghị. Thiên Ưng bây giờ chỉ còn dư lại một cái đầu lâu rồi, cho nên thực lực của hắn giảm nhiều, hiện tại chỉ có thần đế cảnh hậu kỳ tu vi. Bất quá, hắn dù sao là tới từ ở hỗn độn thời đại, kiến thức của hắn muốn so Diệp Thần Phong lớn hơn, hắn nói ra, chủ nhân. Nơi này rất cổ quái, vừa vặn trên vách đá ánh mắt xác thực chuyển động, hơn nữa không khí nơi này bên trong ẩn hàm một loại hạn chế lực lượng, trong tình huống bình thường rất khó cảm giác được. Hẳn là chỉ có thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh người tu luyện, mới có thể bước vào chỗ này hầm mộ bên trong. Nếu như là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả muốn đi vào, nên được ẩn giấu ở trong không khí sức mạnh cho ngăn cản. Nghe được Thiên Ưng lời nói sau, Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng chặt rồi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn bốn phía trên vách đá khắc họa rậm rạp chằng chịt con mắt. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phía trên vách đá những này rậm rạp chằng chịt con mắt lại chuyển động, những này ánh mắt đồng tử toàn bộ hiện ra màu trắng, hắn ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, từ trong những ánh mắt này để lộ ra một loại âm lãnh vẻ.
Diệp Thần Phong đột nhiên có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, phảng phất là toàn bộ trời đất đều nhanh xoay tròn, trong đầu ý thức bắt đầu nhanh trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhất định là bốn phía trên vách đá khắc họa một con mắt mở con ngươi đang tác quái, hắn trong mi tâm bốn mảnh thức hải tấn mãnh trở mình vọt lên. Tại bốn mảnh thức hải có tác dụng sau đó loại kia mê muội cùng mơ hồ cảm giác tạm thời được chế trụ. Diệp Thần Phong cảm giác được phảng phất có nhất cổ càng thêm khủng bố ánh mắt đang ngó chừng hắn, khi hắn ngẩng đầu lên xem hướng lên phía trên thời điểm. Chỉ thấy hắn nguyên bản trên đỉnh đầu vách đá là không có vật gì, bây giờ tại hắn đỉnh đầu trên vách đá lại nhiều hơn một con lớn vô cùng ánh mắt, con mắt này con ngươi chính nhìn chòng chọc vào hắn, làm cho hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn nhất định muốn mau chóng rời khỏi gian phòng này, nếu như đường cũ trở về lời nói, như vậy chỉ có thể rời đi nơi này, cho nên ở nơi này khẳng định có một con đường. Cẩn thận cảm ứng bốn phía tất cả, muốn phải mau sớm tìm ra nơi này giấu giếm thông đạo. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, từ đỉnh đầu con kia con mắt thật to bên trong, tràn ra một đạo sáng chói hào quang màu đỏ. Luồng hào quang màu đỏ này đem toàn bộ nhà đá đều chiếu sáng. Tại luồng hào quang màu đỏ này từ từ tản đi sau đó chỉ thấy nguyên bản trên vách đá rậm rạp chằng chịt con mắt, kỳ đồng khổng là màu trắng, bây giờ chỗ có mắt đồng tử đều biến thành màu đỏ. Tại vách đá thượng một con mắt mở con ngươi toàn bộ biến thành màu đỏ sau đó chỉ thấy này một con mắt mở con ngươi từ trên vách đá thoát ly xuống. Một con này chỉ đồng tử biến thành con mắt màu đỏ, dùng một loại cực nhanh độ hướng về Diệp Thần Phong phi tấn công tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Diệp Thần Phong phản ứng chậm một nhịp, hắn muốn lập tức tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Nhưng một cặp ánh mắt độ cực cực kỳ nhanh, đột nhiên xông vào Diệp Thần Phong trong hốc mắt, bám vào ở trên ánh mắt của hắn. Tại đôi mắt này bám vào ở hai mắt của hắn thượng sau đó còn lại con mắt lại toàn bộ về tới trên vách đá. Trôi nổi tại Diệp Thần Phong bên cạnh thiên ưng, hắn đúng là không có chịu đến ánh mắt công kích. Chẳng lẽ nói hắn chỉ còn lại có một cái đầu lâu, những này con mắt đưa hắn loại bỏ vật còn sống phạm trù. Diệp Thần Phong hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, hắn không có quá mức hoang mang, nỗ lực đem linh khí tập trung đến con mắt của mình bên trên. Nhưng, chỉ là một điểm linh khí căn bản không được tác dụng. Từ từ, hắn cảm giác được trước mắt mình biến thành đỏ như màu máu, nhất cổ ý thức tại xâm nhập trong biển ý thức của hắn. Trong đầu hắn bắt đầu trở nên từng đợt quặn đau, hai con mắt bên trên là như lửa thiêu đốt cảm giác. Hắn cảm giác được có một loại ý thức nỗ lực tại xâm chiếm thức hải của hắn, muốn cướp đoạt hắn quyền khống chế thân thể, xuất hiện điểm này sau đó suy nghĩ của hắn trở nên ngưng trọng mấy phần. Nguồn sức mạnh này thế tới hung hăng, nếu như không đem mau chóng bài trừ ra ngoài, đối với hắn như vậy sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mang đến cho hắn tất cả những thứ này nhất định là này một đôi con mắt. Trong biển ý thức của hắn bốn mảnh thức hải không ngừng sôi trào, muốn nát tan nỗ lực khống chế thân thể hắn ý thức cùng sức mạnh. Trong gân mạch linh khí dòng sông cũng lao nhanh đã đến cực hạn, đỉnh phong linh khí toàn bộ hướng về cặp mắt nhanh tập trung mà đi. Diệp Thần Phong tuy nói chỉ có thần đế cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn nhất định không phải phổ thông thần đế cảnh trung kỳ cường giả, tại bốn mảnh thức hải bốc lên dưới. Nỗ lực muốn xâm chiếm thức hải ý thức được từ từ vỡ vụn. Mà cùng lúc đó, từ hai mắt của hắn bên trong cũng tuôn ra một cổ kinh khủng linh khí, này một đôi bám vào ánh mắt nhất thời bị ép đi ra. Chỉ bất quá, có thể là linh khí quá hung mãnh nguyên nhân, hắn hai con mắt bên trong chảy ra từng tia tiên huyết, bàn tay hắn trực tiếp một chảo, đem trước mặt một đối với con mắt cho vỡ vụn. Tại vỡ vụn đôi mắt này sau, bốn phía trên vách đá rậm rạp chằng chịt một con mắt mở con ngươi lần nữa trở nên xuẩn xuẩn dục động, hắn nhất định muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nếu như không ngừng được nơi này con mắt bám vào, như vậy hắn liền thật sự yếu nguy hiểm. Vừa vặn chỉ là được một đối với con mắt bám vào, nếu như những này con mắt có thể chồng chất bám vào sẽ như thế nào? Tuy nói hắn hiện tại cũng không thể khẳng định, nhưng vẫn là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khóe mắt chảy ra từng tia tiên huyết Diệp Thần Phong, hắn đem lực cảm giác của mình thúc đã đến cực hạn. Con mắt của hắn như ngừng lại bên phải vách tường trong khắp ngõ ngách, chỉ thấy tại cái góc kia bên trong có một con mắt đồng tử vẫn là hiện ra màu trắng, vậy thì có vẻ cực kỳ quái dị, dù sao bây giờ bốn phía trên vách tường hết thảy ánh mắt đồng tử toàn bộ là màu đỏ rồi, chỉ có này một con mắt là ngoại lệ. Sự ra khác thường tất có yêu.
Diệp Thần Phong nhanh đi tới bên phải vách tường bên trong góc, bàn tay của hắn chạm vào này chỉ không có thay đổi ánh mắt. Hắn cảm giác được con mắt này con ngươi là có thể ấn xuống. Tại đây chút rậm rạp chằng chịt trong đôi mắt, người bình thường cũng sẽ không xuất hiện có một con mắt là bất đồng. Bốn phía trên vách đá một con mắt mở con ngươi lần thứ hai hoạt động lên, Diệp Thần Phong không cố được nhiều như vậy, hắn trực tiếp đem này chỉ không có thay đổi ánh mắt cho đè xuống. Tại bên cạnh hắn trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái thông đi xuống dưới thông đạo, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có từng cái cầu thang. Không kịp nghĩ đến nhiều lắm. Bốn phía trên vách đá một con mắt mở con ngươi lần thứ hai thoát ly xuống, chính hướng về hắn nhanh bay tới, hắn trực tiếp đi vào trong thông đạo. Lại đi vào trong thông đạo sau, cái kia một con mắt mở con ngươi chưa cùng bay vào đi vào, xem ra những kia con mắt chỉ có thể ở cái này nhà đá bên trong. Từ đầu tới cuối không có chịu đến công kích thiên ưng, hắn cũng đi theo Diệp Thần Phong tiến vào trong lối đi. Tại hai người bọn họ tiến vào trong thông đạo sau đó trở về nhà đá lối vào một lần nữa quan nhắm lại. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, mới vừa tiến vào chỗ này yêu đế hầm mộ liền gặp chuyện như vậy, xem ra muốn tại đây nơi trong hầm mộ đạt được lợi ích, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy được rồi. Chương 2700, hoài nghi, quá quái lạ rồi. Tại Diệp Thần Phong hữu kinh vô hiểm thông qua khắc họa đầy mắt nhà đá lúc. Cả giới hầu như toàn bộ được trước đó hầm mộ mở ra động tĩnh hấp dẫn, đặc biệt là những thần đế cảnh đó cường giả đang nhanh chóng chạy tới đây rồi. Trong đó đương nhiên cũng đã bao hàm Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí. Nguyên bản muốn đi hướng về Thiên Cực Thành Lâm ra con cháu đích tôn Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, bởi một cái động tĩnh ở thượng giới xuất hiện, lại tăng thêm xuất hiện một cái động tĩnh địa phương, khoảng cách Thiên Cực Thành hẳn là sẽ không quá xa. Cho nên Lâm Vấn Thiên lập tức đưa tin cho bọn họ, để hai người bọn họ cùng đi. Lâm gia hoạt động lên giới bá chủ cấp gia tộc, tại gia tộc kia bên trong tự nhiên là có đại hình truyền tống trận. Này các loại cỡ lớn truyền tống trận mở ra, chỉ cần là xác định phương vị, bọn hắn lập tức có thể được truyền tống đến sản sinh động tĩnh phụ cận. Tuy nói Lão Bạch cùng Lão Hắc trong lòng đối Hà Không Thắng lửa giận đã tới cực hạn, nhưng bọn họ cũng biết hiện tại nhất định phải chỉ có thể là tăng cao thực lực. Còn có xuất hiện tại thân phận của bọn họ còn chưa thể bảo lộ, miễn cho Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí chọc đi phiền phức. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc trải qua đơn giản dịch dung sau đó bọn hắn cùng Lâm Vấn Thiên đám người đồng thời thông qua truyền tống trận, đi tới thượng giới sản sinh động tĩnh địa phương. Bọn hắn đi tới Ma Quỷ Chi Hồ một đoạn lưu vực bên bờ, giờ khắc này ở nơi này đã tụ tập không ít cường giả. Chỉ thấy nơi này có một tòa núi cao. Chỉ bất quá tại cao sơn dưới nửa đoạn có một cái to lớn lỗ hổng, trong đó nước hồ thông qua lỗ hổng chảy đến một bên khác, nơi này chính là Diệp Thần Phong trước đó lẻn vào đáy hồ địa phương. Ma Quỷ Chi Hồ trong hồ nước chứa đựng kịch liệt độc tố, tuy nói những độc tố này đối với thần đế cảnh cường giả không được tác dụng quá lớn, nhưng tới chỗ này người hay là lựa chọn trước tiên tĩnh quan kỳ biến. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo đi theo Lâm Vấn Thiên đám người phía sau. Hai người bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dịch dung sau Lão Bạch cùng Lão Hắc, bọn hắn lấy tư cách Lâm gia thiên tài, Lâm Vấn Thiên dòng chính hậu bối, Lâm Vấn Thiên đối với bọn họ cực kỳ tín nhiệm, cho nên bọn hắn cũng biết Lão Bạch cùng Lão Hắc thân phận. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên nhưng là đã từng một thời đại vương giả, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo thân là bây giờ cái thời đại này trẻ tuổi thiên tài, bọn hắn tự nhiên đối hai vị này nhân vật huyền thoại cũng hiếu kỳ không ngớt. Chỉ là liên quan với Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cộng đồng đồ đệ những kia tin đồn, bọn họ là không một chút nào tin tưởng, bọn hắn vừa vặn cũng từ chính mình lão tổ trong miệng biết được Diệp Thần Phong đại khái chỉ có 30 tuổi. Một cái 30 tuổi tiểu tử, ở trong mắt bọn họ quả thực chính là mới ra đời, những cái được gọi là song chí tôn, cái gọi là thần đế cảnh tu vi, hẳn là toàn bộ đều là giả, nguyên bản bọn hắn đối Diệp Thần Phong còn có một chút hứng thú. Bây giờ là liền một chút xíu hứng thú cũng cầm lên không nổi rồi. Một cái 30 tuổi tiểu tử có thể có cái gì hành động? Căn bản không phải cùng bọn họ tại cùng một cấp bậc thượng. Lâm tiền bối, Khổng tiền bối, Hà gia gia chủ Hà Nhân Trắng, hắn cũng xuất hiện tại đây. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí chỉ là đối Hà Nhân Trắng gật gật đầu, Hà Nhân Trắng chỉ có thể coi là vãn bối. Hà Nhân Trắng đưa mắt như ngừng lại Lão Bạch cùng Lão Hắc trên người. Lâm tiền bối, Khổng tiền bối, hai vị này là
Lâm Vấn Thiên thuận miệng giải thích một câu, bọn họ là Lâm gia chúng ta bên trong khách khanh. Thấy Lâm Vấn Thiên trả lời sau đó Hà Nhân Trắng cũng không hỏi thêm nữa rồi, mà là rời đi đề tài, không biết ma quỷ này chi trong hồ xảy ra biến cố gì. Lão Bạch cùng Lão Hắc ánh mắt cũng đang Hà Nhân Trắng tay thượng đảo qua, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đã cho hai người bọn hắn cái truyền âm rồi, bọn hắn biết rồi này Hà Nhân Trắng chính là bây giờ Hà gia gia chủ, cũng chính là Hà Không Thắng dòng chính đời sau. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đều biết bây giờ còn không thích hợp động thủ, hai người bọn họ sợ Lão Bạch cùng Lão Hắc không nhịn được, Khổng Nam Chí lập tức nói ra muốn biết đáy hồ chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiến vào dưới đáy tìm tòi hư thực rồi. Hà Nhân Trắng cũng không có phản đối. Tại Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí dưới sự hướng dẫn, cả đám bắt đầu lục tục hướng về đáy hồ tiềm nhập, đương nhiên chỉ có thần tôn cảnh Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo cũng tiến vào trong đó. Tuy nói bọn hắn chỉ có thần tôn cảnh, nhưng bọn họ thân là Lâm gia thiên tài, trên người bọn hắn có không ít bảo vật, trong đó tự nhiên cũng có chống đỡ kịch độc bảo vật. Ở thượng giới cường giả bắt đầu hướng về đáy hồ tiến lên thời điểm. Thông qua được bố đầy mắt nhà đá Diệp Thần Phong, hắn theo trong thông đạo cầu thang một đường đi xuống hành tẩu. Tại hành tẩu mấy phút đồng hồ sau đó hắn rốt cục đi tới dưới đáy. Thiên ưng đầu lâu thủy chung là đi theo bên cạnh hắn, đối với thiên ưng trước đó tại sao sẽ không được đến công kích, Diệp Thần Phong cũng không có đi nghiên cứu kỹ. Tại lối đi này dưới đáy là một cái tiểu hình cung điện. Tại đi tới nơi này cái tiểu hình bên trong cung điện sau, tại bốn phía nhất thời bốc cháy lên từng cái cây đuốc, đem cung điện này cho chiếu sáng. Chỉ thấy ở cái này tiểu hình bên trong cung điện, có này từng cái to lớn điêu khắc, những này điêu khắc toàn bộ là điêu khắc là trông rất sống động yêu thú, trong đó có không ít yêu thú đều là hỗn độn thời đại độc hữu. Nhưng mà, những này điêu khắc yêu thú, có điêu khắc đã thành bị mũi tên nhọn đâm thủng chết thảm dáng dấp. Có điêu khắc đã thành bị hỏa diễm thiêu chết dáng dấp, có điêu khắc đã thành bị xiềng xích buộc chặt dáng dấp. Phàm là điêu khắc ở nơi này yêu thú toàn bộ là cực kỳ thê thảm, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nghi hoặc. Hỗn độn yêu đế nguyên bản chính là một con yêu thú, mà chủ nhân của nơi này, thật giống đối yêu thú cực kỳ căm ghét. Vừa vặn là yêu thú hỗn độn yêu đế, hắn làm sao có khả năng đối đồng loại như thế căm hận đâu này. Đây căn bản không hợp lý a hát. Nơi này điêu khắc quá mức cổ quái. Chẳng lẽ nói nơi này cũng không phải hỗn độn yêu đế hầm mộ sao? Diệp Thần Phong ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng một bên thiên ưng, mà thiên ưng cũng không phải người ngu xuẩn. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến Diệp Thần Phong suy đoán. Hắn lập tức nói ra, chủ nhân, ta cũng không biết nơi này vì sao lại như thế. Năm đó sở dĩ ta sẽ biết một ít hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ. Hoàn toàn là trong lúc vô tình đã nhận được một phần bản đồ. Mà tấm bản đồ kia thượng ghi rõ, nơi này chính là hỗn độn yêu đế hầm mộ. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, người tốt nhất không có tại nói dối, cái này hầm mộ chủ nhân, hắn rất rõ ràng đối yêu thú cực kỳ bài xích, thậm chí tại khi còn sống hẳn là tại yêu thú thủ thượng cật ăn khuy, nơi này mỗi một kiện điêu khắc bên trong đều hàm có một loại oán khí, chỉ phải cẩn thận đi cảm ứng là có thể cảm ứng được đến rồi. Cho nên, nơi này vô cùng có khả năng cũng không phải là cái gì hỗn độn yêu đế hầm mộ, cái này hầm mộ chủ nhân có một người khác, ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ, tại hỗn độn thời đại có vị nào cường giả là thống hận nhất yêu thú. Thiên ưng muốn chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, chủ nhân, nếu như nói tại hỗn độn thời đại thống hận nhất yêu thú không phải hỗn độn ma đế không thể, nói đến này hỗn độn ma đế cùng hỗn độn yêu đế trong lúc đó còn có phi thường thâm hậu ân oán. Hỗn độn ma đế nhiều lần tại hỗn độn yêu đế trong tay bị thiệt thòi, chẳng lẽ chỗ này hầm mộ sẽ là hỗn độn ma đế hầm mộ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.